Y võ song toàn. Tần Lâm. Tập 22. Sau khi Lôi Hồng ra khỏi nhà, lái xe được một lúc thì đuổi kịp Tần Lâm và Trần Diên đang tản bộ. Cậu Tần. Lôi Hồng vội xuống xe đi ngang hàng với Tần Lâm. Nhìn thấy Trần Diên đi bên cạnh Tần Lâm, ánh mắt của Lôi Hồng trở nên kỳ quái. Vị này là... Trần Diên vội tránh xa Tần Lâm, dù sao hai người cũng chỉ là giả vờ, ra ngoài rồi thì không cần phải diễn nữa. Tôi là bạn của Tần Lâm, bạn bè bình thường thôi. Lúc này sắc mặt Lôi Hồng mới dịu đi, sau đó cô niềm nở giới thiệu bản thân rồi ba người đi cùng nhau. Hai bên là mỹ nữ, Lôi Hồng và Trần Diên đều rất có khí chất, đi trên đường có rất nhiều người nhìn Tần Lâm với ánh mắt ngưỡng mộ. Lôi Hồng đột nhiên nói, lần này cậu Tần đến tỉnh Lỵ là để tham gia cuộc thi thần y đó sao? Tần Lâm gật đầu, đại khái là vậy, nếu không có chuyện gì thì tôi chuẩn bị về. Vốn dĩ Tần Lâm định cùng Diệp Vãn Nhi tham gia so tài thần y, giữa đường bất ngờ gặp Trần Diên. Lôi Hồng nghĩ một lúc rồi nói với sắc mặt nghiêm trọng. Tôi có một vị trưởng bối, dạo gần đây không được khỏe lắm, cậu Tần có thể nể mặt tôi đi chữa bệnh được không? Lôi Hồng nói rất khách sáo, đương nhiên Tần Lâm cũng không tiện từ chối. Không thành vấn đề, vậy đi xem sao. Lôi Hồng gật đầu, được, vậy tôi dẫn cậu đi. Nói xong, Tần Lâm chuẩn bị đi cùng Lôi Hồng, phó viện trưởng Trần, không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Trần Diên gật đầu có chút không nỡ, nhưng lại không có lý do để giữ người ta lại. Vậy thì liên lạc sau nhé. Sau đó hai người tạm biệt nhau, Tần Lâm lên xe của Lôi Hồng, hai người phóng vút đi. Tầm hơn 20 phút thì đến trung tâm thành phố, xe tiến vào trong một căn biệt thự. Giá nhà ở tỉnh Lỵ cao hơn ở Đông Hải, lý do căn biệt thự ở trung tâm thành phố chưa bị phá dỡ là bởi vì nhà thầu không phá dỡ được, đất thổ cư quá đắt. Có thể sở hữu một căn biệt thự ở vị trí như này tuyệt đối không phải người tầm thường. Cậu Tần, chủ nhân của chỗ này tên là Hải Ninh, ông cụ Hải là trưởng bối của tôi, chúng tôi có quan hệ họ hàng. Lôi Hồng giới thiệu sơ qua về nhân vật Hải Ninh, hơn 60 tuổi, có địa vị rất cao ở tỉnh Lỵ. Tỉnh Lỵ có thể trở thành tỉnh đứng đầu toàn nước là do ngành công nghiệp nặng tương đối phát triển. Tỉnh Lỵ cũng được coi là quê hương của than đá, nổi lên rất nhiều ông chủ than đá, trong đó người phát tài sớm nhất là Hải Ninh. Bây giờ nhà họ Hải đã trở thành gia tộc hàng đầu Đông Hải, mối quan hệ, khả năng tài chính đều đứng đầu tỉnh Hán Đông. Hải Ninh đã hơn 60 tuổi. Dạo gần đây cơ thể ngày càng yếu, Lôi Hồng là con cháu cũng cảm thấy lo lắng. Hai người lái xe vào biệt thự, vệ sĩ canh cổng đều biết Lôi Hồng, chứng tỏ cô thường xuyên đến đây, sau khi được phép qua, hai người đỗ xe rồi vào trong. Vào trong sân thì nhìn thấy một ông cụ tóc bạc trắng đang ho. Mặt Lôi Hồng biến sắc, vội đến vỗ lưng ông cụ. Ông Hải, ông không sao chứ? Hải Ninh ho khụ khụ mấy tiếng rồi nôn ra dịch trắng. Ông hít sâu vài hơi thì sắc mặt mới trở lại bình thường. Tiểu Hồng, không sao, tối qua ông ăn hơi nhiều đồ cay nên mới ho thôi, mau ngồi xuống đi. Hải Ninh quay đầu lại nhìn thấy Tần Lâm, ông lập tức sững sờ. Tiểu Hồng, cháu yêu rồi à? Lôi Hồng ngượng ngùng, vội giải thích. Không đâu ạ, ông Hải, đây là người bạn cháu quen ở Đông Hải, cậu ấy là thần y, cháu thấy dạo gần đây ông không được khỏe nên bảo cậu ấy đến khám. Hải Ninh cau mày lại, đúng là vớ vẩn, ông chẳng bị gì hết, gọi bác sĩ đến làm gì, cháu mời về đi. Thái độ của Hải Ninh rất bình thường, thậm chí còn bảo tiễn khách. Lôi Hồng nói, ông Hải, cho dù không khám bệnh cũng đừng đuổi người ta chứ, đây là bạn của cháu mà. Lúc này sắc mặt của Hải Ninh với dịu đi một chút, ha ha, nếu là bạn của cháu thì không sao, có điều không được nói đến chuyện khám bệnh nữa, ông thấy cậu này ổn, hai đứa yêu nhau cũng được đấy. Lôi Hồng bị câu nói của Hải Ninh làm cho đỏ mặt, cô cảm thấy bất lực. Sau đó cô ra hiệu bằng mắt với Tần Lâm, hai người không tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Tần Lâm cau mày lại, ca này khó đây. Bác sĩ chữa bệnh khó nhất là khi bệnh nhân không chịu phối hợp, ông cụ Hải có bệnh nhưng không chữa, không muốn để Tần Lâm chẩn đoán, độ khó của bệnh nhân này khá cao. Nếu như đổi lại là bác sĩ khác, người bệnh không phối hợp như thế e rằng sẽ không chẩn đoán ra được bệnh tình. Nhưng may là Tần Lâm, mặc dù người bệnh không phối hợp nhưng anh vẫn còn cách khác. Dù gì đây cũng là bề trên của Lôi Hồng nên Tần Lâm sẽ chú tâm hơn. Lúc Hải Ninh đi pha trà, Tần Lâm quan sát một hồi. Bựa lưỡi dày, mí mắt cụp,
trong mắt nhiều sợi máu đỏ, hơi thở hôi. Từ những triệu chứng này có thể nhìn ra cơ thể có bệnh, nhưng không xác định được chính xác chứng bệnh gì. Nào, cậu uống trà đi. Hải Ninh đưa chén hồng trà cho Tần Lâm, anh nhân cơ hội vội giơ tay ra đỡ lấy, tiện thể sờ hai tay của ông cụ. Ấy, ông cẩn thận. Tần Lâm cố ý làm rơi một vài lá trà, nắm lấy cổ tay ông cụ rồi thả ra. Chỉ trong vòng 2-3 phút ngắn ngủn, mạch tượng tổng cộng chỉ đập 3-4 lần, nhưng Tần Lâm đã có dự tính trong lòng. Hải Ninh cũng không để ý, hoàn toàn không phát hiện ra Tần Lâm đang bắt mạch cho mình. Ông lại rót một tách trà khác cho Tần Lâm. Uống một ngụm, trà rất ngon nhưng nóng quá. Ông cụ Hải nâng tách trà, hoàn toàn không cảm nhận được sự nóng tút của nước trà, uống một hơi hết sạch, hơn nữa còn có dư vị. Tần Lâm hỏi, thời tiết nóng thế này, ông không thích uống đồ lạnh sao? Ông cụ Hải cười, không bì được với người trẻ các cậu, tôi từng này tuổi rồi không chịu được đồ lạnh, buổi tối đi ngủ lúc nào cũng phải đắp chăn bông, như thế mới bảo vệ được sức khỏe. Tần Lâm gật đầu, anh đã có dự tính ở trong lòng. Ho khan, sợ lạnh, mạch tượng vừa dày vừa nặng, đây là bệnh thái dương điển hình. Bệnh thái dương có nhiều loại, đây chỉ là một cách nói trong đông y mà thôi, trong số đó loại điển hình nhất là trúng gió. Nhưng ông cụ Hải không phải là trúng gió mà là thái dương hư. Lúc Tần Lâm đang nghĩ cách làm thế nào để tiếp tục quan sát, đột nhiên một chiếc xe Bentley tiến vào trong, dừng ở trước cửa sân. Biệt thự phân luồng xe phải được đỗ ở bãi đỗ xe, ngay cả Lôi Hồng cũng không thể lái vào trong. Nhưng con xe này có thể vào trong rõ ràng là người nhà. Xe dừng ở trong sân, một người phụ nữ khí chất bước xuống. Thân hình cao ráo, khoảng trên 1m7, đi giày cao gót thì ngang tầm Tần Lâm. Mặc váy ngắn công sở, trông rất cao ráo, cặp chân này mà đi trên đường thì chắc chắn ai cũng phải ngoái đầu ngắm nhìn. Người phụ nữ xuống xe, mừng rỡ khi thấy Lôi Hồng. Chị Hồng đến rồi. Giao Giao về rồi hả? Dạ vâng. Sau đó sắc mặt Giao Giao lập tức nặng xuống, nói với Hải Ninh. Ông nội, sao ông vẫn ngồi trong nhà uống trà chứ? Không phải cháu bảo ông đi bệnh viện kiểm tra hả? Sao rồi ạ? Hải Ninh cau mày lại, ông không bị bệnh, kiểm tra cái gì chứ? Lần trước không phải đã kiểm tra một lần rồi sao? Không có vấn đề gì, đừng có suốt ngày gây phiền phức cho ông. Xem ra ông Hải Ninh không phải chỉ có thành kiến với Tần Lâm mà là với tất cả các bác sĩ, ông cảm thấy mình không bị bệnh. Ông nội, ông đúng thật là, hát cháu hẹn một chuyên gia rồi, lát nữa sẽ đến khám cho ông. Hải Ninh trừng mắt nhìn cô ta nhưng không nói gì, dù sao ông cụ cũng cảm thấy mình không có bệnh, ông tức giận lao vào trong phòng. Giao Giao thở dài ngồi xuống, vẻ mặt buồn rầu. Lôi Hồng hỏi, Giao Giao, em cũng đừng lo lắng quá. Cậu Tần đây là bác sĩ do chị mời đến, cũng có thể khám bệnh giúp ông nội. Giao Giao cau mày lại, nhìn Tần Lâm từ đầu tới chân, cô ta nói. Anh cũng là bác sĩ, trẻ quá nhỉ. Lôi Hồng cười, mặc dù cậu Tần trẻ tuổi nhưng y thuật rất lợi hại. Giao Giao bất lực lắc đầu, bỏ đi, chị Hồng không phải lo lắng đâu, chắc ông nội bị viêm phổi, có thể là do hồi trẻ hút thuốc lá nhiều quá. Vốn dĩ Tần Lâm không định lên tiếng. Nhưng nghe Giao Giao nói bệnh tình của ông cụ, anh thấy không chịu nổi bèn nói. Ông cụ không hề bị viêm phổi mà do suy dinh dưỡng. Tần Lâm nói xong, Giao Giao lập tức cau mày lại. Suy dinh dưỡng, anh nói vớ vẩn gì vậy chứ? Sao ông nội tôi có thể bị suy dinh dưỡng chứ? Anh cũng không nhìn xem gia đình tôi như thế nào à, lẽ nào anh nói ông nội không có cơm ăn sao? Vốn dĩ Giao Giao đã bực bội trong người, nghe thấy Tần Lâm nói thế càng tức hơn. Tần Lâm cau mày lại, suy dinh dưỡng có rất nhiều loại, không phải cứ không ăn cơm được là sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng, nhiều người nhà giàu quyền quý cũng mắc phải chứng này, bệnh tật không liên quan đến giàu nghèo. Cơ thể của ông cụ Hải thiếu rất nhiều chất dinh dưỡng, chắc chắn có vấn đề trong việc ngủ nghỉ ăn uống hàng ngày. Giao Giao nghe thấy thế càng tức hơn. Ý của anh là chúng tôi không chăm sóc tốt cho ông cụ. Bác sĩ đến chữa bệnh chứ không phải đến để quở trách người nhà, anh nói nhiều thế làm gì? Tần Lâm nói, tôi chỉ nói nguyên nhân bệnh cho cô biết mà thôi, chữa bệnh cần phải chữa từ cơ bản, nếu không giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng trước, cho dù là chữa khỏi thì sau này vẫn sẽ tái phát. Ông cụ bị suy dinh dưỡng, thông qua bắt mạch cho thấy gan của ông cụ nóng quá mức, chắc chắn là ngày thường ăn ít rau củ quả, ăn thịt là chủ yếu.
Loại suy dinh dưỡng này không phải do điều kiện gia đình không tốt mà đơn thuần là do thói quen ăn uống cá nhân. Có người không thích ăn rau củ quả, cho dù có tiền, ngày ngày ăn thịt cá thì vẫn sẽ bị suy dinh dưỡng như thường. Cô Giao Giao này đúng là nóng giận chẳng màng đúng sai, chỉ lao đến chất vấn một trận. Lôi Hồng vội hòa giải, Giao Giao, cậu Tần không có ý đó, chẳng phải cũng là vì bệnh tình của ông cụ sao, lúc chị mới đến lại thấy ông đang ho. Nói xong, ông cụ bước ra, trợn mắt khi nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy người. Ho vài tiếng là bị bệnh à, các cháu đúng là chuyện bé xé ra to. Người bệnh đã ra ngoài rồi, Tần Lâm nói thẳng luôn. Ông cụ, đây không phải chuyện bé xé ra to, bệnh tình của ông rất nghiêm trọng, nếu không kịp thời chữa trị, e rằng nhiều nhất là hơn một tháng nữa ông sẽ nằm liệt giường. Giao Giao trừng mắt, anh nói vớ vẩn cái gì vậy chứ? Anh rủa ông nội tôi sao? Giao Giao trừng mắt, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ. Tên Tần Lâm này đúng là ngày càng quá đáng, lại dám rủa ông nội. Mặc dù cơ thể của ông nội không được tốt nhưng cũng khỏe hơn người già bình thường, anh lại dám nói một tháng nữa ông nội tôi sẽ nằm liệt giường. Anh có mưu mô gì? Sắc mặt Tần Lâm lạnh lùng, cảm thấy bực mình, nếu không phải nể mặt Lôi Hồng thì anh đã về từ lâu rồi. Hơn nữa bệnh của ông cụ này rất khó chữa, nếu thực sự giao cho bác sĩ Tây Y e rằng cũng chỉ chữa ngọn mà không chữa gốc. Tần Lâm cố gắng nhẫn nại, thấy cơ thể khỏe mạnh không có nghĩa là cơ thể thực sự tốt. Bệnh đến rất nhanh nhưng để chữa trị khỏi thì mất rất nhiều thời gian, nếu bệnh đến thật, e rằng ông cụ sẽ không chịu được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giao Giao tức hộc máu mồm, tôi dẫn ông nội đi kiểm tra rồi, bác sĩ đã chẩn đoán ra ông nội bị viêm phổi, hoàn toàn không phải suy dinh dưỡng như anh nói, rốt cuộc anh có hiểu không vậy? Lôi Hồng vội hòa giải. Giao Giao, cậu Tần sẽ không nói linh tinh đâu. Bệnh trước đây của chị cũng là nhờ cậu ấy chữa khỏi, hay là để cậu Tần cùng khám đi. Giao Giao hừ lạnh lùng, cho dù là Lôi Hồng cô ta cũng không nể mặt. Lôi Hồng là Lôi Hồng, Tần Lâm là Tần Lâm, cho dù là bạn của cô ấy thì sao chứ? Cho dù Lôi Hồng cực kỳ tin tưởng y thuật của Tần Lâm nhưng anh còn trẻ tuổi, hơn nữa nguyên nhân bệnh mà anh nói khác xa so với chẩn đoán ở bệnh viện, vì thế Giao Giao hoàn toàn không tin. Anh ta sẽ không nói linh tinh. Em thấy anh ta chính là ăn nói bừa bãi, trẻ tuổi không lo học hành mà đi lừa gạt người khác, em cũng không biết anh ta lừa chị thế nào, có điều không lừa được em đâu. Anh mau cút đi, nhà tôi không chào đón anh. Mặt chị Hồng biến sắc, cau mày lại. Giao Giao, em nói thế hơi quá đáng đấy. Giao Giao hừ lạnh lùng, có gì mà quá đáng với không quá đáng chứ, nếu không phải nể mặt chị, em đã đuổi anh ta ra ngoài từ lâu rồi. Sắc mặt Tần Lâm cũng trở nên u ám. Nếu người nhà bệnh nhân đã không coi trọng anh như thế thì anh cũng không cần ở lại nữa. Mặc dù bệnh tình của ông cụ khá nghiêm trọng, nhưng có liên quan gì đến anh chứ? Nếu không phải nể mặt Lôi Hồng anh còn lâu mới đến. Nếu đã như thế thì tôi đi đây. Tôi cũng đi. Lôi Hồng cũng tức giận, không ngờ Giao Giao lại không giữ thể diện cho cô, đúng là quá đáng. Lúc hai người chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một chiếc xe Audi A8 đỗ ở bên ngoài. Một người đàn ông mặc đồ tôn trung sơn bước xuống từ cửa sau, đầu tóc chỉnh tề, khí chất phi thường. Nhìn thấy ông ấy, Giao Giao lập tức kích động, vội rảo bước tiến lên, cung kính đứng ở sang một bên để nghênh đón. Nghiêm thần y, cuối cùng ông cũng đến rồi, tôi đã đợi ông rất lâu. Mặc dù Giao Giao là thiên kim nhà họ Hải, thân phận cao quý, nhưng cô ta cũng không dám hỗn xược trước mặt Nghiêm thần y, dù sao người ta cũng là bác sĩ. Bản thân đang đi cầu xin ông ta chữa bệnh nên thái độ cũng phải tốt một chút. Nghiêm thần y gật đầu, vừa định nói thì nhìn thấy Tần Lâm, mắt ông ta lập tức sáng rực lên. Tần đại sư, sao cậu lại ở đây? Nghiêm thần y vội đóng cửa xe lại, chạy đến trước mặt Tần Lâm, kích động nắm lấy tay anh, mặc dù không cúi đầu khom lưng nhưng cũng rất cung kính, thái độ nhún nhường. Khuôn mặt nghiêm nghị liền nở nụ cười, thái độ khác hoàn toàn so với trước đó. Tần Lâm sững sờ, không ngờ rằng lại gặp Nghiêm thần y ở đây. Trước đây lúc ở Đại hội Đông y, Triệu Lệ Khôn để Tần Lâm là bác sĩ trưởng, lúc đó có rất nhiều chuyên gia nghi ngờ. Trong đó có cả ông Nghiêm thần y này. Lúc đó Nghiêm thần y còn tham gia buổi phỏng vấn của Tần Lâm, ba vị thần y đã bị chinh phục bởi y thuật của anh. Sau đó buổi phát trực tiếp của Đại hội Đông y bắt đầu, bài diễn thuyết cùng với y thuật chữa bệnh tại trường quay của Tần Lâm đã chinh phục tất cả mọi người. Nghiêm thần y thực sự kính nể anh.
Sau khi đại hội kết thúc không liên lạc được với Tần Lâm, không ngờ lại gặp anh ở đây, đúng là may mắn. Tần Lâm nói, thầy Nghiêm cũng ở đây sao? Nghiêm Thần Y khiêm tốn nói, cậu đừng gọi tôi là thầy Nghiêm, tôi hổ thẹn không dám nhận đâu, trước mặt cậu ai dám tự xưng là đại sư chứ? So với cậu, chứng nhận, bậc thầy Đông Y của chúng tôi chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Tần Lâm cười bất lực, Nghiêm Thần Y nói hơi quá, nhưng có thể nhận ra, ông ta thực sự rất kính trọng Tần Lâm. Giao Giao ngớ người ra, nghe thấy cuộc đối thoại của Nghiêm Thần Y và Tần Lâm, cô ta tò mò hỏi. Nghiêm Thần Y, sao ông lại kính trọng anh ta như thế chứ? Anh ta là tên lang băm lừa đảo. Nghiêm Thần Y nghe thấy thế liền cau mày lại, cô nói vớ vẩn gì vậy chứ, cái gì mà kẻ lừa đảo chứ? Tần Đại Sư là nhân vật đứng đầu trong ngành, có thể làm thầy của tôi, cô dám nói cậu ấy là kẻ lừa đảo sao? Vậy ý cô là tôi cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì đúng không? Mặt Giao Giao lập tức biến sắc, cô ta vội vàng giải thích. Đương nhiên không phải rồi, Nghiêm Thần Y ông đừng hiểu lầm, tôi không phải nhằm vào ông, tôi nói anh ta. Nghiêm Thần Y hừ lạnh lùng, không ngờ nhà họ Hải các người lại không coi ai ra gì như thế, xem mặt mà bắt hình dong, lần này tôi đã nhìn nhầm rồi, tôi không có năng lực để chữa bệnh cho ông nội cô, tôi xin phép ra về. Nói xong Nghiêm Thần Y định ra về, mặt Giao Giao biến sắc. Cô ta cũng biết bệnh tình của ông nội rất nghiêm trọng, nếu không kịp thời chữa trị chắc chắn sẽ ngày càng tệ hơn, vậy nên cô mới nhanh nhanh chóng chóng đi tìm bậc thầy Đông Y. Bây giờ bậc thầy Đông Y không muốn chữa bệnh cho ông nội, chẳng phải ông cụ sẽ vô phương cứu chữa sao? Giao Giao! Hải Ninh hét lên một tiếng, gọi cô lại. Sau đó ông cụ tiến đến, tát một phát vào mặt cô ta. Bốp một tiếng. Mặt Giao Giao lập tức in năm ngón tay, Hải Ninh hừ lạnh lùng. Ông dạy cháu thế nào, phải tôn trọng người khác, không được xem mặt mà bắt hình dong, còn không mau xin lỗi cậu Tần đi. Giao Giao cũng biết vì đắc tội với Tần Lâm nên Nghiêm Thần Y mới tức giận như vậy. Cô ta không ngờ rằng, một người đàn ông trẻ tuổi như Tần Lâm lại là thần y cao quý. Tôi xin lỗi, anh Tần, là tôi nhất thời hồ đồ, tôi cũng bởi vì bệnh tình của ông nội nên tâm trạng mới không được tốt, mong anh lượng thứ. Nói xong Giao Giao cúi người xuống. Biểu cảm cũng vô cùng cung kính. Tần Lâm thấy cô ta thành khẩn như thế nên bỏ qua, anh nói. Trước đó tôi không hề nói linh tinh, nếu ông cụ Hải không kịp thời chữa trị, trong vòng một tháng nhất định sẽ đổ bệnh. Nhẹ thì liệt, nặng thì vô phương cứu chữa. Ông cụ cau mày lại, cậu Tần, là thật sao? Bệnh tình của tôi nghiêm trọng như thế sao? Hải Ninh không hề phát hiện ra sự bất bình thường trong cơ thể, cảm thấy mọi thứ đều thuận lợi. Chỉ là hơi yếu thôi, Tần Lâm lại nói nghiêm trọng như thế. Tần Lâm đáp, xem ra ông cụ Hải vẫn chưa phát hiện ra, lẽ nào mấy hôm nay ông không cảm thấy trong nhà xảy ra một vài chuyện kỳ lạ sao? Ông cụ cau mày lại, chuyện kỳ lạ gì chứ, nếu như nói chuyện lạ đặc biệt thì là đồ ăn trong nhà thường xuyên hết, mấy hôm trước tôi đã mắng bảo mẫu một trận vì hết đồ nấu bữa tối. Giao Giao cũng cau mày lại, thực ra cũng kỳ lạ. Dì Trương làm mấy năm ở nhà chúng tôi rồi, tuyệt đối sẽ không trộm đồ, hơn nữa cho dù thực sự ăn trộm cũng sẽ không lộ liễu như thế chứ. Đây là chuyện kỳ lạ duy nhất xảy ra trong nhà họ Hải mấy ngày nay, hai người không nghĩ ra được chuyện nào khác. Tần Lâm đột nhiên nói, có phải gần đây ông chán ăn đúng không? Hải Ninh gật đầu, không sai, không ăn được thứ gì cả, không thèm ăn, thậm chí còn thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi thức ăn. Tần Lâm nói, trong nhà có camera giám sát không? Camera giám sát, có, cậu Tần có ý gì vậy? Tần Lâm nói, gan của ông Hải nóng quá mức lại suy dinh dưỡng, chán ăn, miệng hôi, mắt đỏ, có thể là mắc chứng nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần xuất khiếu không phải như trong tiểu thuyết võ hiệp mà là chứng mộng du trong Tây Y. Người có ngũ tạng, tim, gan, lá lách, phổi, thận, trong Đông Y gọi là ngũ tạng thần, cũng chính là nguyên thần. Ông cụ Hải, ông đi xem camera giám sát đi, nói không chừng sẽ có kết quả. Sau khi Nghiêm Thần Y xuất hiện, mọi người đã tin tưởng Tần Lâm hơn nữa anh nói rõ ràng có lý lẽ, ngay cả Hải Ninh cũng thấy nghi ngờ. Ông cụ vội vàng vào phòng xem camera giám sát. Mọi người đứng trước màn hình nhìn cảnh quay trong đó. Tất cả đều bình thường, cho đến tối đêm. Ông cụ Hải đang ngủ ngon đột nhiên tỉnh dậy, đi đến chỗ tủ lạnh, mở ngăn giữ tươi. Lấy một miếng thịt sống, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Mặt Hải Ninh và Giao Giao đều biến sắc,
không ngờ lại xuất hiện cảnh tượng này. Đặc biệt là Hải Ninh, ông không dám tin người trong video giám sát là bản thân. Sao ông ấy lại làm chuyện này chứ? Mộng Du kéo dài tầm mười mấy phút, Hải Ninh ngấu nghiến miếng thịt sống trong tủ lạnh, miếng thịt hơn nửa cân, ngoạm vài miếng là hết sạch. Video này khiến Hải Ninh cảm thấy cồn cào ruột gan, rất buồn nôn. Chả trách mỗi lần ngủ dậy, hơi thở của ông lại rất có mùi, hơn nữa không thấy đói mà chỉ thấy buồn nôn, nửa đêm nửa hôm bật dậy đi ăn thịt sống, không buồn nôn sao được. Trước đó còn đổ cho bảo mẫu ăn trộm đồ, thì ra là do ông ấy ăn hết. Quẹ! Hải Ninh không chịu nổi liền nôn một lúc lâu, mặt trắng bạch. Tần thần y, bệnh của tôi phải chữa thế nào đây? Hải Ninh cũng thấy hơi sợ, đã Mộng Du ăn thịt sống rồi, còn nói bản thân không có bệnh sao? Tần Lâm nói, cũng không khó lắm, đây là bệnh thái dương điển hình, cần phải uống thuốc bồi bổ, có điều bệnh tình của ông rất nghiêm trọng, để tôi rác hơi cho ông trước đã. Chuẩn bị một ít ống rác hơi trúc, mua ở cửa hàng thuốc đông y là được. Ống rác hơi trúc không dùng thường xuyên mà là hàng dùng một lần, vì thế đến phòng khám đông y mua là được. Được, để tôi đi mua. Giao Giao lập tức lái xe ra khỏi nhà. Nghiêm thần y thấy hứng thú, chuẩn bị đứng xem Tần đại sư chữa bệnh, rác hơi vốn dĩ rất thần kỳ, có điều bây giờ đông y rất ít khi dùng trong lâm sàng, chủ yếu là dùng để bảo vệ sức khỏe. Mà Tần đại sư là cao thủ sử dụng rác hơi, lần này Nghiêm thần y nhất định phải chăm chú quan sát học hỏi. Giao Giao nhanh chóng mua một xe ống rác hơi trúc, cô ta không dám chậm trễ việc chữa bệnh cho ông nội, mua tất cả các loại ống rác hơi trúc ở mấy phòng khám đông y để cho Tần Lâm chọn. Những loại ống rác hơi trúc này đều có thể dùng, để ông cụ nằm trên giường, cởi sạch quần áo kể cả quần con. Giao Giao và Lôi Hồng ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Nghiêm thần y và Tần Lâm. Lúc này đường đường là Nghiêm thần y, bậc thầy đông y lại trở thành trợ lý của Tần Lâm, giúp việc cho anh. Tần Lâm cầm ống rác hơi trúc, đốt bông cồn, chùi mạnh vào bên trong ống rác hơi tầm mười mấy giây. Nghiêm thần y cau mày lại, ông ta từng nhìn thấy rác hơi, bình thường chỉ cần chà nhẹ vào bên trong là được rồi. Như thế có thể đẩy toàn bộ không khí bên trong ống rác hơi trúc ra ngoài, từ đó đạt được mục đích của rác hơi. Tuy nhiên Tần Lâm chà ngọn lửa hết vòng này đến vòng khác, thậm chí bên trong ống rác hơi trúc đã cháy rồi nhưng vẫn tiếp tục chà. Thao tác này khiến Nghiêm thần y thấy hơi khó hiểu. Tần Lâm cũng không giải thích, úp ống rác hơi trúc đang cháy vào huyệt vị của ông cụ. Ống rác hơi trúc lập tức trở nên đỏ ửng, bốc ra một làn khói xám. Sau đó Tần Lâm tiếp tục làm như vậy, lần lượt úp từng ống rác hơi trúc lên trên người ông cụ. Toàn thân có 108 đại huyệt, ống rác hơi trúc xếp đầy người ông cụ. Sau đó, Tần Lâm thở phào, lau mồ hôi trên trán, anh nói. Lực bình thường của ống rác hơi trúc không đủ, nhất định phải là ống rác hơi trúc nóng rực mới có thể hút tất cả khí nóng trong người ông cụ ra được. Nghiêm thần y ngộ ra, thì ra là vậy. Sau khi úp rác hơi xong, ông cụ hít sâu một hơi, cảm thấy toàn bộ lưng như bị ai đó kéo dậy. Hít sâu, thở từ từ. Ông cụ hít một hơi rồi từ từ thở ra, cố gắng dùng hơi thở sâu để xoa dịu đi sự đau đớn ở phần lưng. Lúc ông cụ hít thở, thậm chí có thể nhìn thấy khói bốc ra từ miệng. Ông cụ không chú ý, nhưng Nghiêm thần y lại nhìn thấy rất rõ, ông ta hỏi. Xương này là sao vậy? Là khí bẩn. Trong cơ thể của người bệnh có quá nhiều chất bẩn, ngoài ống rác hơi trúc ra vẫn cần phải dựa vào thổ nạp để thanh lọc cơ thể. Nghiêm thần y sửng sốt, ông cụ Hải còn biết thổ nạp sao? Tần Lâm cười, ai cũng biết thổ nạp, điều chỉnh phương pháp thở một chút là được. Có điều trong cơ thể ông không có nhiều chất bẩn nên mới không nhìn ra. Nghiêm thần y gật đầu, thảo luận y học với Tần đại sư đúng là mở mang tầm hiểu biết. Bịch, bịch, bịch. Đột nhiên, ống rác hơi trúc lần lượt nứt toác, làn khói xám tỏa ra, mang theo mùi hôi thối. Sau khi nứt ra, ống rác hơi trúc rơi xuống, lưng ông cụ biến thành màu đen. Màu đen sẫm vô cùng đáng sợ. Ông cụ cố gắng quay người lại, cảm thấy lưng mình mất đi cảm giác. Ông ấy nằm trên giường thở dài. Đã lâu tôi không cảm thấy thoải mái như thế này, Tần thần y, cậu đúng là danh bất hư truyền, trước đây tôi đúng là có mắt như mù. Tần Lâm nói, bệnh này của ông cần phải điều dưỡng một khoảng thời gian dài, nếu không ông thay đổi thói quen ăn uống sẽ tiếp tục phát bệnh. Tôi sẽ kê hai đơn cho ông, một đơn thuốc, một thực đơn ăn uống. Uống thuốc cộng thêm việc bồi bổ thực phẩm,
chắc chắn sẽ có hiệu quả. Ông cụ nằm liệt trên giường, yếu ớt nói. Tần thần y, sau này cậu chính là ân nhân của Hải Ninh tôi, nhà họ Hải chúng tôi sẽ nghe theo lời của cậu. Cho dù đang rất yếu nhưng ông cụ vẫn nói lời cảm ơn. Nếu không phải nhờ Tần Lâm, sợ rằng ông cụ sẽ tiếp tục duy trì cuộc sống thế này. Nếu như không phát hiện ra chứng mộng du, e rằng một tháng sau ông cụ Hải Ninh sẽ đổ bệnh thật. Ở cái tuổi của ông, nửa đêm nửa hôm ăn thịt sống, sao có thể có kết cục tốt đẹp được chứ? Hơn nữa ông ấy ăn thịt sống bởi vì trong tủ lạnh chỉ có mỗi thịt sống, nếu có cá sống, chẳng phải sẽ ăn cả cá sống sao? Đúng thực là bệnh từ cái mồm mà ra, đến lúc đó hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Tần Lâm nói, không cần phải cảm ơn tôi chữa bệnh cho ông chỉ vì nể tình Lôi Hồng mà thôi. Những điều Tần Lâm nói đều là sự thật, nếu không phải quen biết Lôi Hồng, dựa vào thái độ của Giao Giao, anh đã bỏ về từ lâu rồi. Vẻ mặt Hải Ninh có chút khó xử, ông nói. Mong cậu Tần tha thứ, tôi sẽ đích thân cảm ơn Tiểu Hồng. Nói xong Hải Ninh đưa một tấm danh thiếp màu vàng cho Tần Lâm, ông nói. Cậu Tần, đây là danh thiếp của tôi, sau này cậu có việc gì ở tỉnh lỵ, cứ gọi điện cho tôi, nhà họ Hải sẽ dốc sức giúp đỡ cậu. Tần Lâm gật đầu, nhận lấy danh thiếp. Sau đó gọi bảo mẫu nhà họ Hải đến, kê hai đơn cho ông cụ, một đơn thuốc, một thực đơn ăn uống. Thực đơn ăn uống ghi một vài món ông cụ nên ăn và không nên ăn. Sau khi kê xong đơn thuốc, Tần Lâm ra khỏi phòng. Giao Giao vội vào trong phòng xem tình hình, một lúc sau, cô ta đi ra ngoài. Giao Giao đứng trước mặt Tần Lâm, mặt lộ vẻ ngượng ngùng, áy náy. Anh Tần, xin lỗi, trước đây là tôi không đúng, thành thật xin lỗi anh. Nói xong, Giao Giao đưa một chiếc thẻ ngân hàng và một tấm danh thiếp cho Tần Lâm. Mong anh Tần nhận cho. Tần Lâm nghĩ một lúc, không từ chối mà nhận lấy. Mặc dù nói nể tình Lôi Hồng không lấy tiền chữa trị cũng được, nhưng mà nhà họ Hải cũng đâu thiếu tiền, không lấy tiền chữa trị của họ lại cảm thấy không yên tâm. Lấy tiền xong, Tần Lâm và Nghiêm Thần Y cáo từ, rời khỏi nhà họ Hải. Lôi Hồng chuẩn bị tìm xe đưa Tần Lâm về Đông Hải, đột nhiên điện thoại của anh reo lên. Trần Diên gọi điện đến. Alo, cậu về Đông Hải chưa? Vẫn chưa, có chuyện gì thế? Cậu có thể giúp người thì giúp cho chót, đến nhà tôi một chuyến được không? Được. Một lúc sau nhận được định vị của Trần Diên, Tần Lâm để Lôi Hồng chở anh qua đó. Lúc này Trần Diên đang rất căng thẳng, bố mẹ và em gái tất cả đều đang khoanh tay nhìn cô với dáng vẻ giống như cha hỏi phạm nhân vậy. Tiểu Diên, nếu không phải Đặng Giai nói với bọn ta, con định nói dối đến bao giờ hả? Trần Diên thực sự bất lực. Trước đây lúc liên hoan ở nhà hàng, xảy ra chuyện không vui với đám người Đặng Giai, sau khi Trần Diên và Tần Lâm rời đi, đám bạn học đi lấy xe thì phát hiện ra thực sự có thể lấy con sedan miễn phí mà Tần Lâm hứa. Điều này khiến đám người Đặng Giai kinh ngạc, không ngờ Tần Lâm thực sự là đại gia, cô ta muốn tìm cơ hội xin lỗi Trần Diên để giảng hòa. Gọi điện cho Trần Diên nhưng không được, Đặng Giai liền gọi điện cho mẹ cô ấy, nói vài câu tỏ ý xin lỗi. Mẹ Trần Diên lập tức hiểu ra, con gái có bạn trai mà không nói với người nhà. Mẹ Trần Diên cau mày nói. Bạn trai con làm gì? Rút kinh nghiệm của lần trước, lần này Trần Diên không thể nói linh tinh nữa, bởi vì gia đình nhà cô vốn dĩ không phải là nhà giàu có, cùng lắm được coi là khá giả mà thôi, vì vậy cũng không cần phải bảo Tần Lâm giả vờ là đại gia. Anh ấy là bác sĩ. Cũng là bác sĩ à? Cả nhà mẹ Trần lập tức hơi thất vọng. Trần Diên là bác sĩ nên bọn họ cũng có hiểu biết về ngành này. Cho dù là bác sĩ hàng đầu cũng không có thu nhập cao lắm, nhìn Trần Diên là biết, cho dù cô ấy đã là phó viện trưởng bệnh viện Trung ương, nhưng nhà bọn họ cũng không giàu lắm. Vậy nhà cậu ta làm gì? Chuyện này, con cũng không rõ lắm, con chưa hỏi, chắc là làm kinh doanh, Trần Diên tùy tiện nói láo. Mẹ Trần bĩu môi, vậy con phải điều tra cậu ta đi. Nếu điều kiện kinh tế nhà cậu ta bình thường quá thì đừng trách mẹ không nể mặt cậu ta. Nhân lúc này, Trần Diên nhắn tin cho Tần Lâm, nói yêu cầu cụ thể, đừng diễn lố quá như vừa nãy. Người nhà cô không giống với đám bạn bè Đặng Giai. Bạn bè thì còn có chút kiêng nể, sẽ không quá thẳng thắn. Nếu đóng giả thành đại gia trước mặt người nhà, không chừng mẹ Trần sẽ mở miệng đòi những thứ như xe sang, bọn họ rất có khả năng làm ra chuyện này. Tần Lâm xem qua yêu cầu của Trần Diên,
anh hiểu rồi, đại khái là phải diễn thành một chàng rể vàng có điều kiện kinh tế tốt, nhưng không được tỏ ra giàu có quá. Tần Lâm chuẩn bị đi thuê một chiếc xe, nếu đã không được giàu có quá thì thuê một chiếc xe bình thường đi. Đến cửa hàng cho thuê xe, anh vừa định đi vào thì một chiếc Passat mới tinh dừng bên đường, cửa kính được hạ xuống, một người đàn ông bên trong hô lên. Anh Tần. Tần Lâm sửng sốt chốc lát, không ngờ lại có thể gặp được người quen ở tỉnh lỵ. Liếc mắt nhìn người ngồi ghế lái, Tần Lâm bừng tỉnh ồ lên, đây là lão phó trước kia từng đi ăn với nhau đây mà. Lão phó cũng rất ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, không ngờ lại gặp được Tần Lâm ở đây. Anh ta vội vàng xuống xe, phấn khích nói. Anh Tần, tôi đã mang chiếc xe này về rồi, là chiếc anh gọi điện bảo Tổng Giám Đốc Điền tặng tôi phải cảm ơn anh thật tốt mới được. Tần Lâm mỉm cười, không có gì, chuyện nhỏ thôi. Anh Tần đến đây làm gì vậy? Anh muốn thuê xe à? Ừ, chiếc xe lúc trước bị hỏng rồi mà, thuê một chiếc xe để dùng ở tỉnh lỵ. Vậy anh không cần thuê đâu, cứ dùng chiếc này của tôi đi. Vậy có tiện không? Tiện hay không gì chứ, nếu không phải vì nể mặt anh, thì Tổng Giám Đốc Điền sao tặng xe cho tôi được? Lão phó rất nhiệt tình đưa chìa khóa xe cho Tần Lâm. Đúng vậy, nếu không vì cuộc điện thoại đó của Tần Lâm, thì lão phó sao nhận được một chiếc xe hơi mà không mất tiền chứ? Được, tôi dùng xong sẽ trả anh. Kết bạn Zalo với lão phó xong, Tần Lâm liền lái xe anh ta đến nhà Trần Diên. Chẳng bao lâu đã đến trước cửa nhà Trần Diên. Đây là một ngôi nhà nhỏ mang phong cách châu Âu, nhà Trần Diên ở tầng 1, có một khoảng sân nhỏ, nhìn chung cũng khá giả. Trần Diên đã đứng đợi ở cửa từ lâu, phía sau là đám người mẹ Trần. Tần Lâm dừng xe bước xuống. Mẹ Trần lập tức chau mày. Đi Passat thôi à? Thông thường có thể đánh giá năng lực tài chính của một người đàn ông thông qua chiếc xe anh ta đi. Chiếc xe Passat chỉ là chiếc xe bình thường có giá khoảng hơn 200.000, còn lâu mới đáp ứng yêu cầu về con rể của bà. Nếu gia đình kinh doanh khá giả thì cũng phải lái một chiếc BMW chứ. Tần Lâm xuống xe, đang định chào hỏi, chưa kịp nói thì mấy người mẹ Trần đã đi thẳng vào sân, như thể không nhìn thấy anh. Trần Diên cũng đoán trước được điều này. Vội vàng khoác cánh tay Tần Lâm đi vào sân. Như câu nói, trước lạ sau quen, lần thứ hai đóng giả làm người yêu, Trần Diên cũng đã quen tay rồi, không còn cảm thấy có gì khó chịu khi khoác tay Tần Lâm nữa, mà ngược lại còn thấy khá quen thuộc. Sau khi vào sân, ngoài bố mẹ Trần, còn có em gái và em rể của Trần Diên và một vài người họ hàng nữa. Mọi người đều ngồi im trong sân như đang họp vậy. Tần Lâm bước vào, chào hỏi từng người một. Rồi cùng Trần Diên ngồi xuống ghế bên. Rất rõ ràng, mặc dù Tần Lâm là rể mới, nhưng dường như lại là người không được chào đón nhất. Bố Trần Diên là Trần Nham Thạch liếc nhìn Tần Lâm, vốn định nói vài câu, nhưng nghĩ đến anh chỉ là một bác sĩ bình thường, lái chiếc xe Passat, ông ta lại lắc đầu không nói. Ngày mai Hiệp hội Công nghiệp tỉnh chúng ta sẽ tổ chức tiệc rượu, mọi người đã nghe nói đến chưa? Mọi người đều gật đầu, tỉnh lỵ vốn nổi tiếng với công nghiệp. Công nghiệp nặng cực kỳ phát triển nên Hiệp hội Công nghiệp này gần như là tổ chức quan trọng nhất của tỉnh. Nhà họ Trần cũng kinh doanh về than đá nên rất để ý đến những hoạt động của Hiệp hội Công nghiệp. Mặc dù nhà họ Trần kinh doanh than đá, nghe thì có vẻ rất giàu có, nhưng thực tế không phải vậy. Ở tỉnh lỵ có rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh than đá vừa và nhỏ, có thể làm ông chủ than đá thì tất nhiên là giàu có rồi, nhưng nhà họ Trần không có tư cách khai thác. Chỉ là nhà thầu nhận vận chuyển và buôn bán than đá do người khác khai thác mà thôi. Mà nhà họ Trần cũng chỉ là nhà thầu nhỏ trong số vô vàn các nhà thầu khác. Thuộc vào loại dựa hơi người khác để tồn tại. Em gái của Trần Diên tên là Trần Linh, em rể là Vương Đại Đông, hai người cũng làm ăn trong lĩnh vực này. Trần Linh nói, bố, tất nhiên chúng con biết về tiệc rượu công nghiệp này rồi, nhưng nhà chúng ta chỉ là nhà thầu nhỏ, e là không có tư cách vào. Trần Nham Thạch gật đầu thở dài. Quả đúng là vậy, nhà bọn họ chỉ là nhà thầu nho nhỏ mà thôi, tổng lượng than vận chuyển và tiêu thụ mỗi năm chỉ đạt mấy chục nghìn tấn, tổng doanh thu chỉ khoảng 3 đến 5 triệu tệ, trừ đi chi phí, lợi nhuận còn khoảng 1 triệu. Nghe thì có vẻ nhiều nhưng nhà bọn họ nhiều người như vậy, còn phải trả lương cho công nhân, nên thật ra cũng không giàu có như bề ngoài. Nghe có vẻ rất tuyệt vời, nhưng phải phụ thuộc vào người khác. Trần Nham Thạch nói. Nhưng bố nghe nói, có một bộ phận vé vào được bán ra, hay chúng ta mua mấy vé đi? Trần Linh nhíu mày, mua vé vào.
Bố, con nghe nói giá vé những 1 triệu đó, chúng ta mua vé này thì xa xỉ quá. Toàn bộ thu nhập của nhà bọn họ trong 1 năm chỉ có thể mua được 1 tấm vé, nhưng mua về thì có tác dụng gì chứ? Tham gia bữa tiệc này có chứng tỏ nhà bọn họ tài giỏi không? Hình như không có tác dụng gì cả. Trần Nham Thạch nói, không thể nói như vậy, nhà họ Trần chúng ta mãi không thể phất lên chủ yếu là vì không đủ mối quan hệ. Lần này nếu có thể tham gia tiệc rượu, kết giao với mấy nhân vật lớn thì những đơn hàng kia chỉ là việc còn con với bọn họ thôi. Đúng vậy, công việc kinh doanh bọn họ đang làm không khác gì làm công cho người khác. Than đá sản xuất ra đều sẽ phải vận chuyển và tiêu thụ, còn ai bán thì trả giống nhau, thế nên giao đơn cho ai, chỉ cần các ông chủ lớn mở miệng là xong mà. Trần Linh nhíu mày, mặc dù vậy, nhưng vé vào thật sự quá đắt đỏ, chúng ta không gánh nổi khoản chi này. Sau khi Trần Linh nói xong, Trần Nham Thạch đột nhiên nhìn sang Vương Đại Đông nói. Nhà Đại Đông có chút quan hệ mà, có thể giúp chúng ta kiếm mấy tấm vé rẻ không? Nếu không thì chỉ cần 1 tấm thôi cũng được. Kiếm được 2-3 tấm là tốt nhất, nếu không, lấy được 1 tấm cho Trần Nham Thạch đi cũng được. Vương Đại Đông nhíu mày, mặc dù vé này không dễ kiếm, nhưng anh ta là rể mới, phải cố gắng đáp ứng yêu cầu của bố vợ. Bố để con gọi điện thoại hỏi xem. Nói xong, Vương Đại Đông đi gọi điện thoại hỏi thăm. Tần Lâm thấy bọn họ bàn luận rất sôi nổi thì hỏi. Mọi người muốn vé của Hiệp hội Công nghiệp này à? Trần Nham Thạch nhíu mày, một người bác sĩ như cậu chen lời vào làm gì, lẽ nào cậu có thể kiếm được vé à? Trần Diêm gật đầu với Tần Lâm, mấy năm nay kinh doanh than đá không dễ dàng, chỉ đáng tiếc mối quan hệ của em không đủ rộng nên không giúp đỡ được gì. Tần Lâm nói, cũng không phải chuyện gì khó khăn, để cháu kiếm mấy tấm vé giúp mọi người. Nói xong, Tần Lâm cũng đi ra ngoài gọi điện thoại. Sau khi Tần Lâm đi, Trần Nham Thạch nhíu mày nói với Trần Diêm. Thằng nhóc này không có bản lĩnh gì mà nói năng mạnh miệng phết, Trần Diêm, sao con lại thích loại người như này vậy? Trần Diêm nói, bố, con người Tần Lâm rất tốt, với cả anh ấy chưa từng nói khoác. Hừ, không nói khoác à, cậu ta có thể lấy được mấy tấm vé giá 1 triệu chứ? Con cảm thấy như vậy mà không phải khoác lác à, nếu cậu ta có năng lực này mà còn lái loại xe bình thường kia à? Trần Diên cạn lời, ông bố mình nhìn mặt bắt hình dong quá, thấy xe người ta bình thường liền nghĩ người ta không có năng lực, thế có khác gì tự cao tự đại coi thường người khác chứ. Lúc Tần Lâm đang gọi điện thoại, đột nhiên có một người phụ nữ đi vào hỏi. Xe kia, là của nhà các ông à? Mặt Trần Diên tràn đầy khó hiểu, sao vậy? Người phụ nữ đó cau mày, họ hàng nhà tôi hôm nay mới lấy con xe mới, hình như giống y hệt chiếc xe trước cửa nhà các ông. Ngay cả biển số xe cũng giống. Sắc mặt Trần Nham Thạch thay đổi, thật không? Cho tôi xem. Người phụ nữ tìm một chiếc ảnh trong điện thoại đưa cho Trần Nham Thạch xem. Trong ảnh là một cậu thanh niên chụp với chiếc xe ô tô, cũng là Passat màu đen và biển số y chang. Mặt Trần Nham Thạch lập tức tối sầm lại. Thằng nhóc này ăn trộm xe à? Trần Diên. Trần Nham Thạch đột nhiên tức giận đùng đùng. Mặc dù nhà họ Trần bọn họ không phải là gia đình giàu có nhưng cũng không thể nhận một tên trộm làm con rể được. Trộm xe là tội nặng, lại còn bị họ hàng nhà người ta bắt được, xấu hổ không cơ chứ. Trần Diên nhíu mày, không thể nào, anh ấy sẽ không trộm xe đâu, chắc chắn mọi người nhầm lẫn rồi. Mặc dù Trần Diên không biết nhiều về Tần Lâm, nhưng mua một chiếc xe với anh chắc không thành vấn đề, cho dù không mua được thì thuê một chiếc cũng được mà. Thuê một chiếc xe Passat chỉ mất vài trăm tệ thôi. Cần gì phải đi trộm xe chứ? Người phụ nữ đó suy nghĩ một lát, cũng không dám nói linh tinh mà lấy điện thoại ra gọi cho Phó Văn. Alo, cháu trai à, là dì ba đây, dì nhìn thấy xe mới của cháu ở trong tiểu khu nhà dì, có chuyện gì vậy? À, cho bạn mượn à, vậy thì tốt, dì biết rồi. Sau khi cúp mày, người phụ nữ tỏ ra rất xin lỗi. Xin lỗi, tôi đã nhầm, chiếc xe này là cháu tôi cho bạn mượn. Xem ra là cho nhà các ông mượn rồi, vậy tôi đi trước đây. Sắc mặt Trần Nham Thạch vốn dĩ đã rất khó coi rồi, nhưng khi nói xong lại càng khó coi hơn. Một chiếc Passat mà cũng phải mượn. Đã mượn thì sao không mượn chiếc xịn đến sông nhà, tên nhóc họ Tần này quá kém cỏi rồi. Bản thân không có xe chứng tỏ không có năng lực, đi mượn xe chứng tỏ thích thể hiện. Đã đi mượn mà còn không mượn được xe xịn chứng tỏ không có năng lực, quan hệ xã hội kém. Không ngờ Trần Diên lại kiếm một bạn trai như này, thực sự quá thất vọng,
Ngay sau đó, Tần Lâm quay lại, Trần Nham Thạch hừ một tiếng. Thế nào, gọi điện lấy được vé chưa? Tần Lâm gật đầu, lấy được mấy tấm, chắc là đủ rồi. Trần Nham Thạch bỗng dưng cười phá lên, ha ha ha, cậu thật sự khiến tôi mở mang tầm mắt đấy, Trần Nham Thạch tôi phục cậu sát đất. Trần Nham Thạch nói với giọng điệu kỳ lạ, ai nghe cũng biết đây chẳng phải lời tốt đẹp gì, rõ ràng là đang mỉa mai Tần Lâm. Tần Lâm nhíu mày, hơi bực bội không hiểu Trần Nham Thạch làm sao. Kiếm mấy tấm vé thôi mà, chẳng có gì khó khăn cả. Nhà họ Hải chắc chắn là một trong những người tổ chức tiệc rượu của Hiệp hội Công nghiệp này. Là gia tộc kinh doanh công nghiệp nặng lớn nhất tỉnh, thực lực của nhà họ Hải tất nhiên không thể nghi ngờ, Tần Lâm chỉ muốn vài tấm vé mà thôi, rất dễ dàng. Nhưng Trần Nham Thạch cảm thấy Tần Lâm đang chém gió, dùng giọng điệu kỳ lạ để mỉa mai anh. Một lúc sau, chồng của cô con gái thứ hai là Vương Đại Đông cũng quay lại, mặt mũi tỏ ra nghiêm trọng nhíu mày. Bố, con đã gọi điện liên lạc rồi, rẻ nhất cũng phải 800.000 tệ một tấm, con bảo bọn họ gửi đến đây một tấm, chút nữa con sẽ nghĩ cách tiếp. Nghe Vương Đại Đông nói vậy, Trần Nham Thạch mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Mặc dù cuộc điện thoại này của anh ta không có tác dụng gì lớn, nhưng giảm được 200 vạn cũng rất tốt rồi. Hơn nữa, quan trọng nhất là Vương Đại Đông không nói khoác, làm được thì nói làm được, không làm được thì nói không làm được. Loại người như vậy mới đáng tin cậy, đáng dựa dẫm. Loại người vừa không đáng tin vừa không có chỗ đứng như Tần Lâm, xe mà cũng phải mượn thì có gì đáng tin cậy chứ. Đây chính là loại đàn ông chuyên nói lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ con gái trong xã hội, đến lúc quan trọng nhất thì chẳng nên tích sự gì. Trần Nham Thạch ghét nhất là những kẻ chỉ được cái to còi. Mọi người vào nhà ăn cơm, một nhóm người thân bạn bè cùng nhau tổ chức một buổi họp mặt đơn giản tại nhà, mọi người hầu như chỉ nói quanh về Vương Đại Đông. Hôm nay các thành viên nhà họ Trần đều có mặt đông đủ, hai chàng rể cũng có mặt, nhưng ai ai cũng bỏ mặc Tần Lâm, không nói chuyện với anh. Thứ nhất, Tần Lâm là người ngoài ngành, không làm trong ngành than đá. Thứ hai, Tần Lâm cũng không phải là người giàu có, mượn con xe Passat đến nhà vợ, công việc cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là một bác sĩ mà thôi, một người bình thường đến mức không ai muốn kết giao cùng. Đúng lúc mọi người đang ăn cơm, một thanh niên mặc vest màu đen đột nhiên đi đến gõ cửa, cung kính đứng ở cửa. Xin hỏi, đây là nhà họ Trần đúng không? Trần Nham Thạch thấy trên áo vest của người thanh niên kia có treo một huy hiệu, đó là huy hiệu độc quyền của Hiệp hội Công nghiệp, ông ta vội vàng đứng dậy khách sáo nói. Đúng vậy, tôi là Trần Nham Thạch, xin hỏi cậu là... Người thanh niên nói, tôi là nhân viên của Hiệp hội Công nghiệp, đây là vé vào của các ông, xin hãy ký nhận. Trần Nham Thạch sững sờ, còn chưa lấy tiền mà, sao đã đưa vé đến rồi? Trần Nham Thạch đi tới nhận phong thư, rất nặng tay, mặc dù không thấy bên trong có mấy cái, nhưng chắc chắn không dưới 5 cái. Điều này bất ngờ quá rồi. Cậu nhân viên sau khi đưa vé xong, không dặn dò bất kỳ điều cần chú ý gì, cũng không nói ai tặng mà đi thẳng luôn. Trần Nham Thạch vội vàng mở ra, thấy bên trong có tổng cộng 6 tấm vé thì vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Nhiều vậy. Đại Đông, đây đều do con lấy được à? Vương Đại Đông sững sờ giây lát, 6 tấm. Làm sao có thể chứ? Vừa nãy anh ta gọi điện liên lạc với nhân viên nội bộ, họ đã nói rõ ràng với anh ta là, cho dù nhà họ Trần có bỏ tiểu ra mua, thì cũng chỉ mua được nhiều nhất 2 vé thôi, bởi vì vé nội bộ này cũng đang giành giật nhau rất gắt. Nhà họ Trần có thể nghĩ ra việc bỏ ra 1 triệu để mua vé đến kết giao với nhà quyền quý thì những người khác cũng có thể nghĩ ra như thế. Một tấm vé thôi mà, không là gì so với tương lai của gia tộc. Nhưng không ngờ người nhân viên này lại đưa đến tận 6 tấm, khiến anh ta cũng hơi ngạc nhiên, mặc dù cảm thấy nó không liên quan gì đến anh ta, nhưng ở đây có nhiều người như thế, nhưng có vẻ như càng không liên quan đến người khác ngoài anh ta. Ha ha, bố, con cũng là nhờ người khác giúp thôi. Bố thấy 6 tấm đã đủ chưa ạ? Vương Đại Đông nói vậy cũng tức là thừa nhận rồi. Khuôn mặt Trần Nham Thạch đầy vẻ ngạc nhiên, đủ rồi, đủ quá rồi, có 6 tấm vé này, ngày mai nhà họ Trần chúng ta chắc chắn có thể phất lên. Trần Diên cũng rất vui mừng, không ngờ có tận 6 tấm, thế thì ngày mai con cũng có thể đi xem thử rồi. Tần Lâm hỏi, em cũng muốn đi à? Trần Diên nói, muốn chứ, mặc dù em là bác sĩ. Nhưng em ở nhà đã mưa dầm thấm đất từ nhỏ, cũng từng được nghe về những nhân vật lớn tay trắng lập nghiệp, nên muốn đi mở rộng tầm mắt.
Tần Lâm gật đầu, suy nghĩ của Trần Diên cũng rất bình thường, người thế hệ trước như Hải Ninh có thể lập nghiệp và tạo nên những thành tích vĩ đại từ hai bàn tay trắng, chắc hẳn có chỗ hơn người. Trần Nham Thạch cầm tấm vé trên tay suy nghĩ một lát rồi nói. 6 tấm vé này, bố mẹ 2 tấm, Trần Linh và Đại Đông 2 tấm, còn thừa 2 tấm. Trần Nham Thạch liếc nhìn Trần Diên rồi đột nhiên quay đầu lại. 2 tấm cuối cùng đưa cho hai người nhà Triệu Phong đi. Triệu Phong là cháu trai của Trần Nham Thạch, anh ta nghe vậy, khuôn mặt lập tức tràn đầy kinh ngạc. Cảm ơn cậu, ngày mai cháu đi, chắc chắn sẽ giúp nhà họ Trần kết giao với nhiều nhà quyền quý. Trần Diên nhíu mày, bố, sao con không có? Trần Nham Thạch nói, con không phải người trong ngành thì đi làm gì? Trần Diên có chút không vui, mặc dù cô ấy không làm trong ngành này, nhưng cô cũng là một thành viên trong gia đình, cô ấy cũng muốn đi, cũng muốn mở rộng quan hệ cho gia tộc. Cho Triệu Phong đi là thế nào? Triệu Phong chẳng qua chỉ là cháu trai của Trần Nham Thạch mà thôi, mặc dù là họ hàng, nhưng nếu đến nơi đó thật, Triệu Phong chắc chắn sẽ ưu tiên cho lợi ích nhà bọn họ. Tần Lâm nghe vậy thì nhíu mày, không vui nói, mấy tấm vé này là do bọn họ nể mặt tôi mới tặng, các người không cho Trần Diên đi thì hơi quá đáng rồi đó. Mọi người đều hơi sững sờ. Há, nể mặt cậu sao, cậu đừng nói đùa nữa, một kẻ lái xe Passat mà giả vờ đại gia gì vậy? Cậu có một tấm vé này có giá bao nhiêu không? Cậu nghĩ cậu đủ khả năng khiến người ta phải tặng cậu món đồ quý giá như này sao? Đúng vậy, đừng chém gió nữa, xe kia cũng là đồ đi mượn mà cậu còn không biết xấu hổ giả vờ giả vịt. Mọi người không để ý đến cậu là vì không muốn vạch trần cậu, chính cậu còn không rõ chuyện gì à? Mấy tấm vé này đều là do người ta nể mặt Vương Đại Đông, đồng thời xem trọng nhà họ Trần mới tặng, cậu là cái thá gì mà muốn cướp công? Tần Lâm nhíu mày, trên mặt có chút không vui. Tôi đã nói, mấy tấm vé này là do nể mặt tôi mới tặng các người, hiện giờ tôi yêu cầu các người đưa cho Trần Diên một vé. Triệu Phong không vui, lạnh lùng hừ một tiếng. Anh vẫn còn cứng đầu à? Nể mặt anh, sao anh không nói là cả bữa tiệc này tổ chức vì anh? Chỗ vé này rõ ràng là do anh rể Vương Đại Đông lấy giúp, anh tưởng anh là ai mà dám so với anh rể hai? Vương Đại Đông cười nhạt, có một số người không tự biết lượng sức, chỉ toàn lừa đảo gian dối. Lại còn muốn cướp công, đúng là hài hước, cho dù anh lừa gạt thành công thì thế nào, mọi người có cảm ơn anh không? Anh có biết tôi đã nhờ cậy quan hệ gì để lấy được mấy tấm vé này không? Tần Lâm nheo mắt, anh nhờ mối quan hệ lấy vé. Vậy tôi muốn hỏi anh nhờ mối quan hệ gì vậy? Vương Đại Đông hừ lạnh nói, tôi nhờ mối quan hệ ở Đông Hải. Tần Lâm cười, quan hệ ở Đông Hải. Vậy tôi càng tò mò, quan hệ ở Đông Hải nào còn có thể giúp anh làm việc ở tỉnh lỵ? Trần Nham Thạch nói, hừ, chắc cậu không biết chức vị của Đại Đông nhỉ. Cậu đã nghe đến tập đoàn Hiên Viên ở Đông Hải chưa? Hiện là nằm trong top 5 doanh nghiệp của toàn tỉnh, Đại Đông là tổng giám đốc khu vực của tập đoàn Hiên Viên ở Đông Hải. Lời vứt dứt, khuôn mặt Trần Nham Thạch lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Dù sao cũng là con rể ông ta, con rể có địa vị cao, cũng giúp ông ta vẻ vang. Những người họ hàng khác cũng tỏ ra ngưỡng mộ, tập đoàn Hiên Viên nổi tiếng toàn tỉnh. Có thể vào tập đoàn Hiên Viên làm việc đã rất tài giỏi rồi. Chưa kể Vương Đại Đông còn làm tổng đại lý khu vực, quản lý toàn bộ thị trường trong tỉnh lỵ, đây là một công việc vô cùng tài giỏi. Tần Lâm nghe vậy, biểu cảm anh hơi trở nên đặc sắc. Chuyện này không nói không sao, vừa nói ra lại khiến Tần Lâm thấy buồn cười. Tổng đại lý khu vực của tập đoàn Hiên Viên à? Cấp dưới của Tần Lâm à? Tên Vương Đại Đông này buồn cười quá. Anh ta giả vờ giả vịt cả buổi, không ngờ lại là nhân viên của tập đoàn Hiên Viên. Tần Lâm cười khinh bỉ, tổng đại lý khu vực của tập đoàn Hiên Viên à. Sao anh lên được chức vụ này vậy? Vương Đại Đông lạnh lùng hừ một tiếng, tất nhiên là tăng chức bằng thực lực rồi, phó chủ tịch của tập đoàn Hiên Viên Vương Chí là họ hàng của tôi. Tần Lâm cười khinh bỉ, phó chủ tịch là họ hàng của anh à, oách quá nhỉ. Vương Đại Đông nói, giờ thì đã biết tôi lợi hại rồi chứ. Xã hội bây giờ mối quan hệ rộng rất quan trọng, anh có thời gian thì tìm cơ hội kết giao với nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu nhiều vào, chứ đừng ở đây khoe khoang khoác lác với chúng tôi. Tần Lâm lúc này rất buồn cười, một tổng đại lý khu vực mà đã hoành hoang như vậy, loại người này mà lại làm đại diện cho tập đoàn Hiên Viên à, đúng là buồn cười. Nói xong, Tần Lâm lấy điện thoại ra, vừa nói vừa bấm số. Anh sắp thất nghiệp rồi.
Vương Đại Đông cười khinh bỉ, anh hài hước thật đấy. Vương Đại Đông còn chưa dứt lời, cuộc gọi của Tần Lâm đã được kết nối. Vương Nhị. Nghe thấy Tần Lâm gọi tên Vương Nhị, Vương Đại Đông sững sờ giây lát. Nếu không làm việc trong công ty thì không mấy ai biết tên của Phó Chủ tịch Vương, hiện giờ, người lợi hại nhất tập đoàn Hiên Viên chính là Phó Chủ tịch Vương. Mặc dù cũng có mấy vị Phó Chủ tịch khác nữa, nhưng Vương Nhị là người được ông chủ tin tưởng nhất, nghe nói ban đầu Vương Nhị chỉ là một nhân viên nho nhỏ, sau đó được ông chủ đề bạt thẳng lên làm Phó Chủ tịch, có thể nói là một bước lên mây. Phó Chủ tịch Vương tuổi trẻ khí khái, phía sau lại có hậu thuẫn nên tác phong cũng rất mạnh mẽ. Vì vậy tất cả các nhân liên quan đều sợ Phó Chủ tịch Vương. Tên Tần Lâm này lại có thể gọi tên Phó Chủ tịch Vương, hơn nữa còn giả vờ gọi điện thoại, lẽ nào? Thật sự có quan hệ với Phó Chủ tịch Vương. Vương Nhị ở đầu bên kia điện thoại giật thót mình, Chủ tịch Tần rất ít khi gọi điện cho cô, một khi liên lạc, hầu hết đều là chuyện không hay. Chủ tịch Tần, có chuyện gì vậy ạ? Công ty chúng ta có một tổng đại lý khu vực tên là Vương Đại Đông phải không? Vâng, đại lý ở tỉnh Lị ạ. Ai đề bạt vậy? Là Phó Chủ tịch Vương Chí. Tần Lâm nói, được, đuổi việc cả hai người đó đi. Vâng. Vương Nhị không do dự chấp hành mệnh lệnh của Tần Lâm. Sau khi ngắt máy, đám người Trần Nham Thạch cười phá lên. Họ Tần kia, cậu ở nhà họ Trần chúng tôi giả vờ giả vịt buồn cười quá đi mất. Cậu phải thuê cả xe, mà còn tỏ vẻ khiến Đại Đông mất việc chỉ với một cuộc điện thoại. Cậu tưởng cậu là ai? Vương Đại Đông cũng cười mỉa mai, không thể không nói, anh ta giả bộ cũng có bài vở phết, chắc là từng nhìn thấy tên của Phó Chủ tịch chúng tôi trên tờ báo nào đó, vì vậy mới cố tình diễn, anh đúng thật là. Vương Đại Đông còn chưa dứt lời, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy điện thoại reo, Vương Đại Đông nhíu mày, sao lại gọi lúc này vậy? Vương Đại Đông vội vàng nhận điện thoại nói. Chú hai, có chuyện gì vậy ạ? Vương Chí ở đầu dây bên kia tức giận đùng đùng. Vương Đại Đông, con mẹ nó, rốt cuộc cậu đã làm gì vậy, cậu hại chết ông đây rồi. Vương Đại Đông đơ người, không ngờ chú hai lại tức giận như vậy. Chú hai, có chuyện gì vậy ạ? Vương Chí tức nghiến răng nghiến lợi, có chuyện gì? Con mẹ nó, cậu còn hỏi tôi có chuyện gì à? Tôi bị đuổi việc rồi, con mẹ nó cả cậu cũng thế, loại người ngu dốt như cậu từ nay về sau đừng bảo là cháu của tôi nữa. Sau khi mắng chửi vài câu, Vương Chí lập tức ngắt điện thoại cái rụp, hiện giờ chửi anh ta cũng không có tác dụng gì, đối với loại cháu trai não tàn này tốt nhất là mau chóng cắt đứt quan hệ mãi mãi. Vương Đại Đông đơ người, sắc mặt vô cùng khó coi, lộ ra vẻ khó tin. Không ngờ anh ta bị sa thải thật rồi. Lẽ nào là vì cuộc gọi vừa rồi của Tần Lâm? Không thể, tuyệt đối không thể nào. Chắc chắn là trùng hợp mà thôi, tên nghèo kiết xác này đến xe còn phải đi mượn. Sao có thể khó năng lực lớn như vậy chứ? Khuôn mặt Vương Đại Đông hoảng loạn, trong lòng cũng đã rối bời, nhưng vẫn gắng gượng nói. Bố, công ty con xảy ra chút chuyện, con đi xử lý đã, bố giữ tấm vé này đi, con không đi nữa đâu. Nói xong, Vương Đại Đông vội vội vàng vàng đi luôn. Khuôn mặt đám người Trần Nham Thạch trở nên mông lung, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng giờ dư ra một tấm vé, tất cả mọi người đều nhìn sang Trần Diên. Trần Nham Thạch nhíu mày, tôi sẽ bán tấm vé dư này vậy. Nghe vậy, trên mặt Trần Diên nở nụ cười giễu cợt, xem ra cái nhà này thật sự không coi cô là thành viên trong gia đình. Gia đình em gái là nhà họ Trần, còn cô giống như một người ngoài. Trần Nham Thạch nói, Tiểu Diên, con đừng không vui nữa, con xem nhà chúng ta dạo gần đây không dư giả lắm, tấm vé này ít cũng có thể bán với giá 1 triệu tệ, 1 triệu không phải là khoản nhỏ. Một bác sĩ như con đi đến tiệc rượu như này cũng không có ý nghĩa gì, đúng không? Khuôn mặt Trần Diên lạnh lùng vô cảm, cũng không nói gì. Tần Lâm cười chế nhạo, nếu các người đã cho rằng những tấm vé này không liên quan đến tôi, vậy các người cũng đừng hòng đi nữa, ngày mai tôi sẽ bảo người hủy mấy tấm vé này. Tần Lâm dứt lời, Trần Nham Thạch liền tức giận đùng đùng, hỗn láo, cậu nói luyên thuyên gì vậy? Tần Lâm nói, sao, tôi nói sai à? Nể mặt Trần Diên tôi mới lấy vé hộ các người không những không biết ơn còn tỏ thái độ, tôi thấy các người không cần đến chỗ đó nữa đâu. Nói xong, Tần Lâm dẫn Trần Diên rời đi luôn. Trần Nham Thạch tức anh ách, mặt mũi tối sầm, tay nắm chặt thành nắm đấm. Đồ khốn khiếp, cậu nghĩ cậu là ai? Còn dám nói với tôi như vậy,
đúng là không biết điều. Nói thế nào thì Trần Nham Thạch vẫn là bố của Trần Diên, tên bạn trai của Trần Diên chính là một thằng nghèo kiết xác phải mượn cả xe mà lại dám kiêu ngạo như thế, đúng là đáng ghét. Đám người Triệu Phong, Trần Linh cũng khinh thường. Đúng là huênh hoang khoác lác, còn hủy vé của chúng ta cơ à. Cậu ta diễn thế. Trần Nham Thạch lạnh lùng hừ lên, không sao, không phải để ý đến cậu ta, mau về nhà chuẩn bị cẩn thận, nghe ngóng những sở thích của đám nhà giàu quyền quý kia, ngày mai sẽ lấy lòng bọn họ, cố gắng kết giao với mấy người. Bố yên tâm, chúng con sẽ về chuẩn bị đây. Suốt một đêm, người nhà họ Trần gần như không ngủ để nghiên cứu mấy ông chủ lớn sẽ tham gia vào ngày mai, bao gồm Hải Ninh, Hải Giao Giao, Điền Gia Ấn, Lôi Hồng. Đây này đều là những nhân vật lớn hàng đầu ở tỉnh Lỵ, chỉ cần kết giao được với mấy ông lớn này, nhà họ Trần bọn họ sẽ một bước lên trời. Sau khi dày công nghiên cứu một tối, họ gần như đã biết hết sở thích của các ông lớn, ngày mai gặp chắc chắn sẽ được bọn họ coi trọng. Chiều hôm sau, cả nhà Trần Nham Thạch đều ăn mặc chỉnh tề với bộ đồ chuẩn mực nhất như vest và váy dạ hội, tìm một nhà tạo mẫu tóc đến tạo hình, cả nam lẫn nữ đều phải trang điểm đơn giản. Có thể nói là chuẩn bị vô cùng đầy đủ, cả nhà Trần Nham Thạch lái mấy chiếc xe mà gia đình thường ngày không nỡ lái đến địa điểm diễn ra bữa tiệc. Đến cổng bữa tiệc, thấy các nhân viên bảo vệ đang kiểm tra nghiêm ngặt. Nhân viên an ninh còn nhiều hơn số khách mời. Cả nhà Trần Nham Thạch có tổng 5 tấm vé, xếp hàng ngay ngắn, mong sẽ để lại ấn tượng tốt cho người khác. Trần Nham Thạch nói, sau khi vào trong, mọi người phải nói năng, ăn uống lịch sự. Mỗi một cử chỉ đều đại diện cho nhà họ Trần chúng ta, không được làm nhà họ Trần mất mặt. Mặc dù mấy tấm vé này không mất tiền, nhưng Trần Nham Thạch vẫn vô cùng coi trọng tiệc rượu hôm nay, nhất định phải thể hiện thật tốt trước mặt mấy ông lớn. Hôm nay không thể mắc sai lầm, đây chính là cơ hội để nhà họ Trần đổi đời, nhất định phải nắm bắt. Khi đám người nhà họ Trần đang xếp hàng, Tần Lâm và Trần Diên lái xe Passat cũng đến nơi. Trần Diên hơi lo lắng, chúng ta không có vé, liệu có vào được không? Tần Lâm nói, yên tâm đi. Trần Diên nửa tin nửa ngờ, không hiểu vì sao Tần Lâm lại tự tin như vậy, nhưng cô cũng không nói gì. Hai người đi lên thì đúng lúc gặp nhà Trần Nham Thạch. Trần Nham Thạch nhíu mày. Trần Diên, sao con đến đây? Hai người bọn họ không có vé, đến đây để lòe thiên hạ à? Trần Diên nói, con và Tần Lâm đến tham gia tiệc rượu. Bố yên tâm, con không làm ảnh hưởng đến mọi người đâu. Sắc mặt Trần Nham Thạch trở nên lạnh lùng, các con không có vé thì tham gia cái gì? Chẳng lẽ muốn trốn vào? Trần Diên, con là con gái của bố, là người nhà họ Trần, nếu con làm xấu mặt thì sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Trần. Sắc mặt Trần Diên hơi thay đổi, nhỏ giọng nói. Con làm xấu mặt gì được chứ, con sẽ tự lo liệu. Trần Nham Thạch nói, con sẽ không làm xấu mặt à? Vậy vé đâu? Đám người Triệu Phong cũng tò mò, lấy vé ra đây. Đúng thế, vé chị đâu? Khuôn mặt Trần Diên hơi lúng túng, con không có vé. Hừ, không có vé mà còn dám đến đây, vậy không phải muốn trốn vào thì là gì? Con nhìn công tác an ninh ở đây đi, con nghĩ mình trốn vào được chắc. Trần Nham Thạch tức đến nghiến răng nghiến lợi, ông ta đã dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được xảy ra vấn đề gì trong dịp quan trọng này. Những không ngờ chỗ Trần Diên lại xảy ra chuyện. Tần Lâm bước tới, nắm lấy tay Trần Diên nói. Chúng tôi không có vé nhưng được vào, còn các ông, dù có vé cũng chưa chắc đã được vào đâu. Nói xong, Tần Lâm kéo tay Trần Diên tiến vào hội trường, không xếp hàng mà đi thẳng vào lối VIP. Sắc mặt Trần Nham Thạch thay đổi, vội vàng nhìn xung quanh, mặc dù không có nhân vật tai to mặt lớn ở đây, nhưng dù sao cũng có rất nhiều người. Tốt hơn hết là không để người khác phát hiện ra. Trần Diên, con mau chóng quay lại cho bố. Đừng đến đó làm bố mất mặt. Thật ra Trần Diên cũng hơi do dự, không có vé thì sao bọn họ vào được chứ? Nhưng Tần Lâm vô cùng chắc chắn kéo tay cô đi, Trần Diên cũng không nỡ từ chối. Liền từng bước đi vào trong theo anh. Trần Nham Thạch tức giận đùng đùng, vội vàng chạy tới kéo cánh tay của Trần Diên. Con đứng lại cho bố. Con muốn bố tức chết à, bố đã bảo con đừng đi vào rồi mà. Mấy viên cảnh sát vũ trang thấy mấy người bọn họ đẩy kéo nhau liền nhanh chóng đi đến, tách họ ra. Làm gì vậy? Sắc mặt Trần Nham Thạch lập tức trở nên hòa nhã. Chào các đồng chí, tôi không quen biết hai người này, nhưng tôi nghi ngờ họ không có vé muốn lẻn vào, các đồng chí hãy điều tra kỹ càng,
Nói xong, Trần Nham Thạch liền vội vàng đi về chỗ. Ông ta không dám thừa nhận quan hệ bố con với Trần Diên ở đây, nếu như đầu óc Trần Diên lên cơn gây loạn hoặc tên Tần Lâm đó làm ra chuyện gì xấu hổ thì nhà họ Trần bọn họ sẽ bị liên lụy. Mấy cảnh sát vũ trang nhìn Tần Lâm và Trần Diên, rồi lịch sự nói. Mời anh chị vui lòng xuất trình vé. Nếu đã có người nghi ngờ, thì cũng nên điều tra một chút. Tần Lâm nói, không cần vé, gọi quản lý Ba Long của các anh ra đây. Tên của người này là do ông cụ Hải nói cho anh, rằng có vấn đề gì cứ tìm Ba Long là được. Mấy cảnh sát vũ trang nghe vậy thì rất bất ngờ, Tần Lâm vậy mà lại biết tên của quản lý Ba Long, họ không dám lơ là, lập tức lấy bộ đàm ra. Gọi cho quản lý, ở đây có một quý ông và một quý bà tìm anh. Quản lý Ba nghe vậy thì vội vàng nói. Đợi tôi, đừng lơ là. Đây có thể là hai vị khách quý mà chủ tịch Hải đích thân căn dặn. Vì nếu là những khách hàng bình thường sẽ không biết tên của quản lý Ba. Ngay sau đó, một người đàn ông mập mạp chạy đến trước mặt Tần Lâm, kích động bắt tay. Là cậu Tần, cô Trần đúng không? Đúng vậy. Để hai vị đợi lâu rồi, mời vào trong. Tần Lâm và Trần Diên gật đầu rồi đi vào lối VIP. Trần Nham Thạch thấy bọn họ đi vào thật thì lập tức hoảng sợ, đi lên lần nữa nói. Đồng chí, các anh đã điều tra kỹ càng chưa? Hai người bọn họ không có vé, các anh không bị lừa đó chứ? Trần Nham Thạch sợ rằng bọn họ bị phát hiện sau khi lẻn trốn vào, làm liên lụy đến nhà họ Trần, vì thế mới dập tắt nguy cơ này. Thà xấu hổ ở ngoài cửa còn hơn mất mặt ở bên trong kia. Những người ngoài này đều là những thương nhân bình thường, hiện giờ trong đó toàn là ông chủ lớn thật sự, nếu lỡ như làm xấu mặt trước mặt họ thì lợi bất cập hại. Vì vậy tốt hơn là dập tắt nguy cơ này từ bên ngoài. Quản lý Ba nhíu mày nói. Ông nói linh tinh gì vậy? Lừa đảo cái gì? Ông là ai? Ánh mắt quản lý Ba hơi không vui, cái tên ngu xuẩn này ở đâu ra vậy, dám nói khách quý của chủ tịch Hải là lừa đảo. Sắc mặt Trần Nham Thạch thay đổi nói, đồng chí, chúng tôi là nhà họ Trần, doanh nghiệp buôn bán than, đây là vé của chúng tôi. Trần Nham Thạch nhanh chóng lấy 5 tấm vé ra đưa vé ra như để nói với những người này rằng, bọn họ có vé chứ không phải là đến đây gây rối. Quản lý Ba cầm lấy tấm vé nhìn qua rồi bảo cảnh sát quét mã. Sau đó nói, vé của các ông bị hủy rồi. Hãy lập tức rời khỏi đây. Vừa dứt lời, cả nhà Trần Nham Thạch liền như chết lặng. Cái gì, bị hủy rồi, đồng chí, anh không nhầm đấy chứ, chỗ vé này là do chính một đồng chí các anh đích thân đưa đến nhà chúng tôi, tổng cộng có 6 vé, nhưng giờ chỗ này chỉ có 5 vé. Quản lý Ba lạnh lùng hừ một tiếng, chính là các ông. Vé của các ông bị hủy hết rồi, hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Trần Nham Thạch trợn to mắt không dám tin. Không thể nào, tôi không tin, hôm qua mới gửi vé, sao giờ lại bị hủy chứ? Quản lý của các anh đâu, tôi muốn gặp lãnh đạo của các anh. Quản lý Ba lạnh lùng hừ một tiếng, tôi chính là lãnh đạo, người đâu? Quản lý Ba lạnh lùng ra lệnh, mấy cảnh sát vũ trang cầm súng đi đến. Nóng súng đen thui nhắm vào mấy người Trần Nham Thạch. Đạn đã lên nòng, chỉ cần bọn họ động đậy sẽ lập tức nổ súng. Trần Nham Thạch sợ đến mức hai chân run cầm cập, suýt thì quỳ trên mặt đất, sắc mặt lập tức tái nhợt. Sao có thể, chuyện này sao có thể chứ? Rõ ràng chính nhân viên bọn họ đến đưa vé sao lại bị hủy? Trần Linh đột nhiên nói, bố có nhớ lời nói của tên họ Tần ngày hôm qua không, rằng sẽ hủy toàn bộ vé của chúng ta? Trần Nham Thạch cũng nghĩ đến, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi. Lẽ nào, tên nhóc đó có khả năng lớn như vậy? Bọn họ vẫn không thể tin, một người phải đi mượn xe Passat có thể có khả năng kinh khủng như vậy. Họ không ngờ rằng, chiếc xe Tần Lâm mượn chỉ là món quà nho nhỏ mà Tổng Giám Đốc Điền nể mặt anh tặng cho một người bạn, giống như bạn bè đến thăm nhà nhau mua túi hoa quả đến tặng vậy. Mấy người Trần Nham Thạch bị đuổi đi, mới rời đi không xa, mấy người đàn ông vai hùm lưng gấu đi đến. Đứng phía trước là một người đàn ông trung niên. Xông lên với vẻ mặt vô cùng tức giận. Ông Lưu, các ông định làm gì? Sắc mặt ông Lưu tối sầm. Ông Trần, con mẹ nó, ông chơi tôi đúng không? Bán một chiếc vé bị hủy giá 1 triệu cho tôi à? Sắc mặt Trần Nham Thạch vô cùng khó coi, chính ông ta đã bán vé cho ông Lưu, lúc đó không ngờ vé sẽ bị hủy, vì thế mới lấy của ông ta 1 triệu. Nhà họ Lưu cũng tương tự như nhà Trần Nham Thạch, đều là doanh nghiệp bán than, công việc kinh doanh không tốt lắm.
vì thế muốn đến tiệc rượu này thử xem. Nhưng không ngờ, vừa vào đã bị người ta tóm lại, nói rằng vé bị hủy trước mặt nhiều người như vậy, bị cảnh sát vũ trang đuổi ra ngoài, thể diện ông Lưu đã bị mất hết, công sức chuẩn bị bấy lâu đều trở nên vô ích. Trần Nham Thạch vội vàng giải thích, ông Lưu, tôi cũng không biết sẽ thế này, ông đừng kích động, tôi sẽ trả lại tiền cho ông. Sắc mặt ông Lưu vô cùng âm u, trả lại. Con mẹ nó, giờ trả lại thì có tác dụng gì? Tôi mất hết thể diện rồi, vừa nãy có biết bao nhiêu người nhìn thấy tôi bị đuổi ra ngoài, ông nghĩ bọn họ sau này còn có thể hợp tác với tôi không? Ông Trần, lần này ông không chạy được đâu, nếu không đánh ông một trận thì tôi không hề hả giận được, đánh cho tôi. Vừa hạ lệnh, mấy người đàn ông cao lớn liền xông lên. Đám người nhà họ Trần chạy tán loạn, tan đàn xẻ nghé, lúc này chỉ có thể thân ai người nấy lo. Chỉ đáng tiếc là không ai chạy được, tất cả đều bị đấm đá túi bụi. Người bên trong không hề thấy cảnh náo loạn bên ngoài kia. Sau khi Trần Diên đi vào thì vô cùng kinh ngạc. Không ngờ anh đưa tôi vào được luôn, rốt cuộc là sao vậy? Tần Lâm nói, tôi quen với một nhà tổ chức của bọn họ, đó là bệnh nhân của tôi. Trần Diên lúc này mới bừng tỉnh, thì ra là vậy. Cô ấy cũng là bác sĩ nên rất hiểu mạng lưới quan hệ của bác sĩ. Nhưng chắc Tần Lâm càng rộng hơn thì phải. Mặc dù mối quan hệ giữa cô ấy và những bệnh nhân trước kia rất tốt, nếu có việc cần giúp đỡ thì đa số họ sẽ cố gắng trợ giúp. Nhưng người bạn này của Tần Lâm giúp lớn thật đó. Hai người hai vé, tổng là 2 triệu đó. Lẽ nào đồng ý được ngưỡng mộ đến vậy sao? Trần Diên và Tần Lâm bước vào hội trường, đây là một nhà hàng vô cùng xa hoa, xung quanh bày điểm tâm và sâm banh, mọi người có thể uống rượu trò chuyện tùy thích. Hai người đến một góc, rót một ly rượu ra tỉ mỉ thưởng thức. Đúng lúc này, một người đàn ông hơi mập mạp đi đến, đứng trước mặt hai người nhìn Trần Diên với vẻ mặt kỳ lạ. Trần Diên. Trần Diên ngẩng đầu, lập tức nhíu mày. Tôn Bạch Vạn. Sao lại là anh? Khi nhìn thấy Tôn Bạch Vạn, Trần Diên vô thức khoác lấy cánh tay Tần Lâm, đã có kinh nghiệm đóng giả bạn trai 2 lần rồi nên lần này cũng rất tự nhiên. Tôn Bạch Vạn cười nhạt, sao? Ngạc nhiên khi thấy tôi vậy. Sau khi chia tay với cô, mặc dù tôi đã bỏ học nhưng hiện giờ đã trở thành ông chủ than với khỏi tài sản hàng chục triệu, sao, giờ cô thế nào rồi? Đúng vậy, Tôn Bạch Vạn chính là bạn trai cũ của Trần Diên. Khi hai người học cấp 3, Tôn Bạch Vạn đã theo đuổi cô một cách điên cuồng, Trần Diên cũng miễn cưỡng đồng ý, hai người bắt đầu mối tình học đường. Thế nhưng, mối tình học đường cũng chỉ có vậy, đa phần đều sẽ chia tay. Tôn Bạch Vạn thậm chí còn chưa được ôm. Sau đó Tôn Bạch Vạn đã học đòi theo những kẻ rảnh rỗi ngoài xã hội, thường xuyên lăng nhăng với đám phụ nữ kia, thành tích học tập không tốt lại không chịu làm ăn chính đáng. Trần Diên dứt khoát chia tay với anh ta. Thế nhưng Tôn Bạch Vạn lại nói với mọi người là Trần Diên là phụ nữ chê nghèo tham tiền, thấy nhà anh ta nghèo nên mới chia tay. Rõ ràng là anh ta không đường hoàng, còn trách cô ham tiền. Sau đó Tôn Bạch Vạn nghỉ học. Trần Diên dường như trở thành động lực trong lòng anh ta, bị một người phụ nữ ham giàu bỏ rơi đã khiến anh ta phấn đấu ngày đêm. Cuối cùng, mọi công sức đã được đền đáp, Tôn Bạch Vạn sẵn sàng chịu khổ, công thêm chút may mắn nên đã đạt được chút thành tựu trong ngành than đá, trở thành ông chủ của một mỏ than nhỏ và kiếm được chút tiền. Bây giờ điều anh ta muốn nhất đó chính là gặp lại Trần Diên và nói với cô, quyết định năm đó của cô là vô cùng sai lầm. Không ngờ, mong ước đó hôm nay đã thành hiện thực. Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Diên, Tôn Bạch Vạn cảm thấy sống lưng mình thẳng tắp. Trần Diên, thấy cô bây giờ có vẻ làm ăn không tốt lắm nhỉ? Trước mặt Trần Diên, Tôn Bạch Vạn cảm thấy bản thân rất ưu tú. Giống như cảnh trong bộ phim truyền hình vậy, người phụ nữ ham tiền bỏ rơi đàn ông, người đàn ông đó liền nỗ lực làm việc đạt đến đỉnh cao cuộc sống. Sau đó người phụ nữ đó vô cùng hối hận và còn muốn theo đuổi lại nam chính. Tôn Bạch Vạn đã từng tưởng tượng cảnh này rất nhiều lần rồi, nhất là cảnh trong tiểu thuyết, nam chính bị phụ nữ bỏ rơi, sau đó trở nên giàu có, người phụ nữ kia quỳ xuống xin quay lại. Không ngờ, hôm nay Tôn Bạch Vạn lại gặp Trần Diên trong dịp trọng đại này. Trần Diên kéo cánh tay Tần Lâm, ghé vào tai anh giới thiệu ngắn gọn mối quan hệ của cô với Tôn Bạch Vạn. Trong mắt Trần Diên, Tôn Bạch Vạn chính là một người thần kinh méo mó. Ban đầu khi yêu đương cùng anh ta chỉ vì rung động trước sự giản dị của anh ta. Trần Diên không quan tâm đến việc người đàn ông có giàu hay không, nhưng bắt buộc phải có chí tiến thủ.
Điều kiện kinh tế của nhà Tôn Bách Vạn vốn không tốt, có cơ hội học tập nhưng lại không chịu cố gắng tiến lên, suốt ngày chỉ biết lăn lộn với đám người ngoài trường học, khiến thành tích học tập càng lúc càng kém, Trần Diên thực sự không chịu nổi nữa mới chia tay. Về việc Tôn Bách Vạn nghĩ cô là người phụ nữ ghét nghèo tham tiền gì gì đó, đều là do bản thân anh ta tự tưởng tượng ra. Cho dù giờ Tôn Bách Vạn có là người giàu nhất nước, Trần Diên cũng không có hứng thú với anh ta. Cô không thích Tôn Bách Vạn là vì thái độ làm người của anh ta không tốt, chứ không phải vì anh ta không có tiền. Nhưng Tôn Bách Vạn lại không nghĩ vậy, giờ anh ta đã trở thành ông chủ, tài giỏi có tiền rồi, điều anh ta muốn nhất là khoe khoang trước mặt bạn gái cũ. Nghe Tôn Bách Vạn nói vậy, Trần Diên chau mày không nói gì, mà tiến lên mấy bước lấy đồ ăn khác. Nhưng Tôn Bách Vạn vẫn không chịu bỏ qua, liền tiến lên nhìn Tần Lâm hỏi. Đây là bạn trai mới của cô à? Sao không giới thiệu vậy? Trần Diên trợn mắt, miễn cưỡng nói, bạn trai của tôi, Tần Lâm. Tôn Bách Vạn cười nhạt, đây mà gọi là giới thiệu à? Tên cũng chỉ là cách gọi thôi, quan trọng nhất là thân phận. Tôn Bách Vạn nhìn Tần Lâm nói. Anh không cần quá gò bó đâu, nói chuyện với tôi như người bình thường là được. Câu nói này nghe có vẻ khá giả tạo, ý là thân phận của Tôn Bách Vạn cao quý hơn hạng người thấp kém như Tần Lâm, vì thế khi nói chuyện phải khách sao và lễ phép. Nhưng Tôn Bách Vạn lại tự hạ thấp cho phép nói chuyện bình đẳng, đây coi như là một đặc ân. Tôn Bách Vạn hỏi, anh cũng làm trong ngành công nghiệp nặng à? Tần Lâm lắc đầu, bác sĩ. Tần Lâm lười phải tiếp xúc với loại người giả tạo, thích tỏ ra hơn người như Tôn Bách Vạn, nên hờ hững trả lời một câu. Tôn Bách Vạn cười nhạt, thì ra là bác sĩ à, vậy hai người rất hợp đôi đấy. Trong tầng lớp lao động, bác sĩ cũng coi là một nghề khá ổn. Từng lời nói và cử chỉ của Tôn Bách Vạn mang theo cảm giác ưu việt, như thể họ không cùng một đẳng cấp. Mấy người Tần Lâm chỉ là tầng lớp lao động, cho dù cố gắng thế nào cũng mãi chỉ là làm công cho người khác. Mà Tôn Bách Vạn đã là nhân vật tầm cỡ, chỉ cần động não là có người đút số tiền lớn vào túi mình. Tần Lâm cạn lời, thật sự không hứng thú với loại người này. Khi hai người đờ nác định đi, một người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên bước ra từ nhà vệ sinh, nhìn thấy Tôn Bách Vạn đang nói chuyện với một người phụ nữ thì lập tức chau mày. Chồng, người phụ nữ này là ai vậy? Tôn Bách Vạn mỉm cười, Mỹ Nhi, đây chính là người mà anh đã nhắc với em, bạn học cấp 3 của anh, Trần Diên. Mỹ Nhi đột nhiên lộ ra vẻ khinh thường, sau đó nói. Chính là cô bạn gái cũ đã chia tay anh phải không? Ha ha, người đẹp, cô cũng có mắt nhìn đấy, may là lúc đầu cô bỏ chồng tôi vì anh ấy nghèo, cho nên bây giờ anh ấy mới có thể một bước thăng thiên như vậy. Nếu không có cô thì anh ấy cũng sẽ không có ngày hôm nay, phải cảm ơn cô thật nhiều mới đúng. Mỹ Nhi bày ra vẻ mặt cao cao tại thượng, giống hệt như một con rồng thần đang nhìn lũ kiến vậy, cô ta nhìn Trần Diên một cách trịch thượng. Trong mắt cô ta, Trần Diên giống hệt như một người phụ nữ đang mặc cả giá trong chợ không hơn không kém. Sao thế, bây giờ chồng tôi phát đạt rồi, chắc cô thấy tiếc chết đi được có đúng không? Chỉ tiếng là bây giờ anh ấy đã có tôi rồi, dù cô có muốn quay lại cũng chẳng còn cơ hội nữa. Mỹ Nhi tỏ ra kiêu ngạo khoác lấy cánh tay của Tôn Bách Vạn, như thể đang khoe ra chiến thắng của mình. Trần Diên cau mày, cô cảm thấy không thoải mái với cách nói chuyện của Mỹ Nhi. Tôi nói lại một lần nữa. Chuyện tôi và Tôn Bách Vạn chia tay không liên quan gì đến việc giàu nghèo. Hơn nữa, bây giờ anh ấy đang sống rất tốt rồi, cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi cả. Mỹ Nhi cười khẩy, bớt bớt lại đi, mọi người đều là phụ nữ cả mà, ai lại không hiểu chứ. Bây giờ nhìn thấy chồng tôi sống tốt như thế, chắc là cô cay cú lắm nhỉ. Nhìn xem cách ăn mặc của hai người kia kìa, chắc cũng không phải giàu có gì cho cam, nói đi, các người sống có ổn không? Trần Diên lắc đầu, không nói nên lời, đúng thật là cạn lời với loại người này. Tần Lâm, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến bọn họ làm gì. Nói xong, Trần Diên kéo tay Tần Lâm rời đi. Nhìn thấy Trần Diên định đi, Mị Nhi đột nhiên cười châm chọc. Sao thế, vừa nói sống có tốt không liền không lên tiếng nữa à? Muốn chạy rồi sao? Nói xong, Mị Nhi bước tới, khoác lấy tay Trần Diên. Cô chột dạ gì chứ? Đừng chạy mà. Trần Diên chau mày, đẩy tay ra, cô buông tôi ra, làm gì thế? Bị nắm chặt tay nên lúc đó Trần Diên mới đẩy cô ta ra, sắc mặt Mị Nhi đột nhiên thay đổi. Cô dám đẩy tôi, muốn chết à? Mị Nhi đưa tay lên,
tát về phía cô. Cô ta đã chuẩn bị sẵn cú tát này lâu lắm rồi, chỉ cần đợi có cơ hội sẽ lập tức ra tay. Một là vì đố kỵ, hai là vì muốn báo thù cho Tôn Bách Vạn. Mị Nhi muốn để cho Trần Diên biết, bây giờ Tôn Bách Vạn đã là một ông chủ lớn mà cô không thể nào với tới được. Sắc mặt Tần Lâm chợt thay đổi, có anh ở cạnh bên, đương nhiên sẽ không thể nào để cho Mị Nhi làm theo ý cô ta được. Tần Lâm nắm lấy cổ tay của Mị Nhi, sau đó tát trả. Bốp, một tiếng. Tần Lâm tát thẳng vào mặt Mị Nhi, ngay lập tức xuất hiện một dấu vân tay rõ ràng trên khuôn mặt trắng bệch của cô ta, phấn má cũng bị cái tát làm cho vơi đi ít nhiều. Mị Nhi sững sờ, đứng một lúc lâu vẫn chưa định thần lại được, sau đó cô ta cảm thấy mặt mình đau như lửa đốt, vô cùng tức giận. Tên khốn, anh dám đánh tôi à? Anh có biết tôi có thân phận gì không? Sao anh lại dám vô lễ với tôi? Tên rẻ rách, có tin là chồng tôi sẽ giết chết anh không? Còn dám đánh tôi, có ngon thì đánh lại lần nữa xem. Tần Lâm cười khẩy, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy yêu cầu như thế này đấy, nếu đã như vậy thì tôi sẽ toại nguyện giúp cô. Nói xong, Tần Lâm tiếp tục tát cô ta thêm một cái nữa. Bốp! Một cái bạt tai trực tiếp tát thẳng vào mặt cô ta. Lần này Mị Nhi trực tiếp lùi về phía sau, tuy Tần Lâm đã khống chế lực đánh, nhưng đối với một người phụ nữ bình thường thì vẫn không thể nào chịu nổi. Mị Nhi bị tát đến mức xoay một vòng rồi ngã nhào xuống đất. A! À, Mị Nhi hét lên một tiếng, phần mặt còn lại của cô ta sưng lên, giống như một cái đầu heo vậy. Hai cái tát này thu hút sự chú ý của mọi người, không ngờ lại có người ẩu đả ở đây, thật là không biết phép tắc. Tôn Bách Vạn sững sờ, không ngờ tên này lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy, dám ra tay ở đây ư. Mị Nhi. Tôn Bách Vạn vội vàng đỡ Mị Nhi dậy, lúc này anh ta mới phát hiện cằm và mũi của Mị Nhi đã bị xiên vẹo. Sắc mặt Tôn Bách Vạn đột nhiên thay đổi, vô cùng tức giận. Mẹ kiếp, chẳng phải cô nói chưa từng đi phẫu thuật thẩm mỹ sao? Mị Nhi cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, cô ta nhanh chóng sờ cằm và mũi, đột nhiên sắc mặt trở nên xám xịt như xác chết. Chồng à, em sai rồi, anh ta đánh em, anh phải trả thù cho em trước. Tôn Bách Vạn tức điên người, mặc dù nhìn thấy khuôn mặt như bị giày đạp lên của Mị Nhi khiến anh ta vô cùng tức giận, nhưng việc có người đắc tội với người phụ nữ của anh ta càng không thể nào tha thứ được. Tôn Bách Vạn quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tần Lâm. Thằng khốn, mày thật sự không biết tao là ai sao? Dám đánh người phụ nữ của tao à, tao nghĩ mày không thiết sống rồi chứ gì. Tôn Bách Vạn vừa dứt lời, cách đó không xa có vài nhân viên bảo vệ và một người đàn ông mập mạp đi tới. Tổng giám đốc Tôn, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôn Bách Vạn vội vàng nói, anh Ninh, anh đến đúng lúc lắm, tên chó chết này đánh vợ của tôi. Ninh Cường tiến tới cùng với vài nhân viên bảo vệ, cau mày nhìn khuôn mặt bị đánh vẹo của Mỹ Nhi, đột nhiên nổi giận. Sắc sược, người của Tổng giám đốc Tôn mà cũng dám động vào sao? Cậu có biết đây là nơi nào không? Trong lúc nói, một vài nhân viên bảo vệ đã vây quanh Tần Lâm. Sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi. Toi rồi, thằng nhóc này gây ra chuyện rồi. Tôn Bách Vạn đã đủ lợi hại rồi, Ninh Cường này còn hơn gấp bội. Đúng thế, Ninh Cường là người chịu trách nhiệm ở đây, người tổ chức hiệp hội công nghiệp này khá quyền lực, ai cũng không dám dây vào. Toi rồi, tên nhóc này hôm nay phải bò ra ngoài rồi. Hai, cũng không còn cách nào khác, ai bảo cậu ta đắc tội với nhân vật lớn chứ. Mọi người đều có thể nhìn thấy toàn bộ sự việc này, chính Tôn Bách Vạn và Mị Nhi đã chủ động khiêu khích trước, Mị Nhi ra tay trước nên Tần Lâm mới đánh trả. Nhưng Tôn Bách Vạn lại là nhân vật lớn, có quyền có thế, dù cho anh ta có chủ động đánh ai thì người đó vẫn phải nhịn. Nếu không sẽ có kết quả như vậy, Tần Lâm đang bị bao vây. Sắc mặt Trần Diên có chút khó coi, cô lo lắng nắm lấy cánh tay Tần Lâm, sau đó nói. Tôn Bách Vạn, anh quá đáng lắm rồi đấy. Tôn Bách Vạn hừ lạnh một tiếng, tôi quá đáng. Tại sao lúc trước đá tôi cô không nói mình quá đáng đi? Còn dám đánh người phụ nữ của tôi, hôm nay tôi phải cho các người biết được chênh lệch đẳng cấp là gì, các người trong mắt tôi chẳng qua chỉ là một đám hạ đẳng mà thôi. Anh Ninh, lột sạch quần áo của bọn họ rồi ném ra ngoài. Ninh Cường gật đầu, cho dù có xảy ra chuyện thì cùng nhau giải quyết một chút là được, nếu đã làm lớn như thế này thì coi như xong đời. Nhưng mối quan hệ giữa Ninh Cường và Tôn Bách Vạn lại không bình thường chút nào, cả hai đều có một số giao dịch kinh doanh với nhau,
vậy nên Ninh Cường sẽ chủ động để duy trì mối quan hệ của bọn họ. Nếu hôm nay những người này lại dám đắc tội như thế với Tôn Bách Vạn, vậy thì đừng trách ông ta độc ác. Dù sao thì xem ra tên nhóc này cũng chẳng có lai lịch gì, nhưng hôm nay khách quý đến đây đều quen biết Ninh Cường, nếu đã không phải khách thì càng không sợ phật lòng. Thằng nhóc, biết điều thì hãy cởi đồ rồi cút khỏi đây đi, nếu như để tôi đích thân ra tay thì cậu sẽ khó coi lắm đấy. Ninh Cường vừa dứt lời, trên mặt mọi người liền lộ ra vẻ giễu cợt. Xong đời rồi, động tay động chân rồi. Không cần biết có phản kháng hay không, kết quả cuối cùng vẫn sẽ bị ném ra ngoài mà thôi. Nhiều người quyền lực ở đây trong một dịp trọng đại như vậy, nếu như bị lột trần rồi ném ra ngoài thì sẽ vô cùng nhục nhã. Tần Lâm nghe xong, bèn cười khẩy. Ông chắc chứ, ông là người đứng ra tổ chức, không biết phân biệt trắng đen, còn muốn ra tay với tôi sao? Đây là cách mà các người tiếp khách à? Ninh Cường cười phá lên, tiếp khách. Những vị khách mà chúng tôi tiếp đón đều là người có thân phận đặc biệt, giống như một nhân vật lớn như Tổng Giám Đốc Tôn đây mới là khách quý, còn cậu thì sao? Tôi nhìn cậu chắc giống như lẻn vào đây hơn thì phải, thư mời của cậu đâu? Tần Lâm lộ ra vẻ bông đùa, thư mời. Tôi không có. Ha ha, không có thư mời mà còn kiêu ngạo như thế, cậu thật sự muốn chết đấy à? Người đâu, mau ra tay cho tôi. Vài nhân viên bảo vệ vây quanh Tần Lâm, chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, một nhóm người ở đằng xa chạy tới. Các phóng viên xung quanh đều chụp ảnh, ánh đèn nhấp nháy liên tục. Mọi người đều tò mò và đổ dồn ánh mắt về phía bên kia, nhìn thấy một vài nhân vật lớn trong đám đông đang tiến lại gần. Sắc mặt của Ninh Cường và Tôn Bách Vạn lập tức thay đổi. Chủ tịch Hải. Hình như là vậy. Đứng trong đám người chính là Hải Ninh, ông cụ Hải. Bên cạnh còn có Hải Giao Giao và một số người đứng đầu các doanh nghiệp khác. Ông cụ Hải là ông chủ lớn ngành công nghiệp nặng ở tỉnh Lỵ, chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp, ông rất được kính trọng và có mối quan hệ vô cùng rộng. Không một ai trong ngành mà không kính trọng ông cụ Hải. Đương nhiên, bọn họ không những tôn trọng, mà còn kính nể Hải Ninh. Có thể nói nhà họ Hải chính là gia tộc hàng đầu ở tỉnh Lỵ. Chỉ một câu nói cũng có thể định đoạt sinh tử của một dòng họ, thậm chí cả một ngành hàng. Lý do khiến nhiều người sẵn sàng bỏ ra cả triệu tệ chỉ để mua vé vào tham gia bữa tiệc này, chính là để tìm cơ hội kết giao với nhà họ Hải. Nếu như có thể qua lại kinh doanh với nhà họ Hải thì coi như một bước lên mây, trực tiếp trở thành công ty cấp 1. Đối với một nhà thầu nhỏ như gia đình Trần Diên, nếu có thể qua lại chút ít với nhà họ Hải thì sẽ kiếm được số tiền đủ để ăn no uống say mấy chục năm nữa. Ngay sau khi người nhà họ Hải xuất hiện, tất cả mọi người đều bị thu hút, Ninh Cường cũng không dám động đậy, Tôn Bách Vạn chỉ lặng lẽ tiến đến vài bước, hy vọng có cơ hội được tiếp chuyện với bọn họ. Đám đông đi qua, Hải Ninh nhìn về phía bên này, đột nhiên hai mắt sáng lên. Ông cụ bước ra khỏi đám đông, mọi người vội vàng tránh sang một bên, một vài vệ sĩ cũng theo sát ông cụ. Chỉ nhìn thấy Hải Ninh bước nhanh đến chỗ Tần Lâm, kích động đưa tay ra. Cậu Tần! Không ngờ cậu đã đến rồi. Tần Lâm đưa tay ra bắt tay Hải Ninh. Cảnh tượng này đã khiến cho Ninh Cường và Tôn Bách Vạn hoàn toàn sững sốt. Vẻ mặt của những người hóng chuyện vừa rồi cũng thay đổi rõ rệt, bọn họ hoàn toàn không thể ngờ rằng Tần Lâm lại quen biết với ông cụ Hải. Hơn nữa, Chủ tịch Hải cũng tỏ ra rất tôn kính anh. Chủ động mỉm cười bắt tay, hơn nữa còn xưng hô một cách tôn trọng như vậy. Tần Lâm nói, ha ha. Tôi đi cùng bạn qua xem một tí, suýt chút nữa thì bị người ta lột đồ ném ra ngoài rồi. Ninh Cường nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Ai lại hỗn láo như thế? Dám vô lễ với khách quý của tôi ư? Ninh Cường nghe xong liền run lẩy bẩy, sắc mặt hết sức khó coi. Chủ tịch, Hải. Ninh Cường không thể nào đoán ra được, tên nhóc nhem nhuốc này lại chính là khách quý của Chủ tịch Hải. Sắc mặt ông cụ Hải trầm xuống, sau đó nhìn Ninh Cường. Lạnh lùng nói. Tại sao lại muốn động tay chân với khách quý của tôi? Tôi cho cậu một cơ hội để nói ra lý do. Hai chân Ninh Cường run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi hột, sắc mặt tái nhợt, sau đó ông ta cúi đầu nói. Tôi, ông cụ Hải, tôi không biết đây là khách quý của sếp, đều tại cậu ta, chính cậu ta bảo tôi làm. Ninh Cường chỉ vào Tôn Bách Vạn, nhanh chóng lấy anh ta ra làm bia đỡ đạn. Sắc mặt Tôn Bách Vạn xám xịt như xác chết. Tôi, không phải tôi. Tôn Bách Vạn không biết làm thế nào để biện bạch,
Rõ ràng anh ta là người gây chuyện với Tần Lâm, nhưng lúc này đối diện với ông cụ Hải thì thậm chí còn không thốt nên lời. Ông cụ Hải hừ lạnh một tiếng, nó bảo cậu làm gì thì cậu làm theo à? Cậu là cấp dưới của tôi hay của nó? Sắc mặt Ninh Cường xám xịt, xin lỗi Chủ tịch Hải, tôi sai rồi, tôi sẽ xin lỗi cậu Tần ngay. Nói xong, Ninh Cường tiến đến chỗ Tần Lâm cúi đầu tạ lỗi. Cậu Tần, tôi sai rồi, xin cậu bỏ qua cho. Không cần Tần Lâm trả lời, ông cụ Hải trực tiếp nói. Xin lỗi thì có tác dụng gì, tôi nuôi nhiều vệ sĩ thế kia để làm gì? Lúc nãy Ninh Cường vừa nói làm gì để đối phó với cậu Tần nhỉ? Ông cụ Hải hỏi vệ sĩ bên cạnh. Chủ tịch Hải hỏi, làm sao bọn họ dám không trả lời đây? Lúc nãy giám đốc Ninh có nói, muốn lột trần rồi ném cậu Tần ra ngoài. Ông cụ Hải hừ lạnh một tiếng, thật nực cười, không biết ai lại dám cho cậu cái quyền đối xử với khách quý của tôi như vậy. Cho dù cậu Tần không phải khách quý của tôi thì cậu cũng không có quyền được xúc phạm người khác như vậy. Nhưng nếu cậu đã thích trò này, thì tôi sẽ để cho cậu thử. Ông cụ Hải vừa dứt lời, mấy nhân viên bảo vệ trực tiếp xông lên, sau đó lột sạch quần áo của Ninh Cường. Ninh Cường đã cố vùng vẫy vài lần nhưng không ăn thua, ngay lập tức bị lột sạch rồi ném ra ngoài. Ninh Cường cũng được coi là người có mặt mũi trong ngành này, dù sao thì ông ta đã làm cho nhà họ Hải lâu như vậy rồi. Kết quả bây giờ lại bị ném ra trước cửa khách sạn ngay trước mặt mọi người, không ít người đã lén dùng điện thoại quay video lại. Từ giờ Ninh Cường không thể nào sống nổi trong ngành này nữa rồi, ông ta lấy tay che các bộ phận quan trọng lại rồi khập khiễng chạy mất. Nhìn thấy bóng lưng của Ninh Cường, mọi người đều cảm thấy kích động. Đây là một nhân vật cấp cao đấy. Ninh Cường quả thực rất có quyền, nhưng chỉ cần một câu nói của ông cụ Hải cũng đủ để lột trần rồi ném ông ta ra ngoài. Hơn nữa, từ giờ trở đi cũng sẽ không có Ninh Cường trong lĩnh vực này nữa. Một câu nói có thể quyết định cả sự nghiệp của một con người. Sau khi Ninh Cường bị ném ra ngoài, sắc mặt của Tôn Bách Vạn cũng trở nên rất khó coi. Anh ta đứng đó, nhưng không biết phải làm sao. Hải Giao Giao lạnh lùng nhìn Tôn Bách Vạn, nói. Anh không phải cấp dưới của chúng tôi không có tư cách để trừng phạt anh, nhưng Hải Giao Giao tôi xin tuyên bố rằng, từ hôm nay trở đi, bất kể công ty nào có liên quan đến Tổng Giám Đốc Tôn đây thì chúng tôi sẽ cắt đứt hợp tác hoàn toàn, cho dù lớn hay bé, chúng tôi sẽ cho vào danh sách đen cả thể. Hải Giao Giao vừa dứt lời, đám đông ngay lập tức nhốn nháo. Một người đàn ông bước ra, nói rất dứt khoát. Tôn Bách Vạn, bắt đầu từ hôm nay, mỏ than Hâm Nguyên của chúng tôi sẽ ngừng hợp tác với anh. Tổng Giám Đốc Tôn, còn có đội vận chuyển tiết kiệm của chúng tôi nữa, chúng ta sẽ ngừng hợp tác. Sau này các vấn đề về hậu cần ở tỉnh Lỵ sẽ không cung cấp phục vụ cho anh nữa. Tôi sẽ rút các công nhân từ mỏ than của các người lại trong vòng 3 ngày. Xin hãy giải quyết tiền lương đúng hạn. Xin chào Tổng Giám Đốc Tôn, tôi đến từ Ngân hàng Quang Đại, bởi vì cách hành xử của anh nên chúng tôi sẽ ngừng cho vay, vui lòng thanh toán các khoản vay còn lại trong 3 ngày. Trong nháy mắt, hơn một chục ông chủ và lãnh đạo ở mọi tầng lớp từng có hợp tác chặt chẽ với Tôn Bách Vạn đều đứng lên và lập tức cắt đứt quan hệ với anh ta. Vốn dĩ đều là thỏa thuận hợp tác bằng miệng, bình thường thì Tôn Bách Vạn làm ăn vô cùng tốt, lãi ít nhưng tiêu thụ mạnh. Vậy nên mọi người mới sẵn lòng hợp tác với anh ta. Nhưng bây giờ có vẻ Tôn Bách Vạn đã đắc tội với nhà họ Hải. Hải Giao Giao đã nói như vậy trước mặt nhiều người, ai mà không hiểu chứ? Không sai, Tôn Bách Vạn không phải là cấp dưới của bọn họ, nhưng muốn xử lý anh ta, chẳng phải cũng dễ như trở bàn tay sao? Hải Giao Giao vừa hạ lệnh, Tôn Bách Vạn từ một ông chủ mỏ than trở thành hai bàn tay trắng. Bây giờ anh ta ngoại trừ có hàng trăm tấn than tồn đọng trong mỏ ra thì chỉ còn khoản vay ngân hàng vài chục triệu. Bán nhà, bán xe, bán mỏ than, may ra mới có thể trả được nợ ngân hàng. Trong phút chốc, Tôn Bách Vạn đã trở về vị trí xuất phát. Nhìn thấy ánh mắt thờ ơ của mọi người, sắc mặt Tôn Bách Vạn xám xịt lại. Tổng Giám Đốc Hải, tôi sai rồi, xin cô hãy nương tay cho. Hải Giao Giao cười khẩy, anh cầu xin tôi làm gì? Tôi chưa làm gì anh cả, tốt nhất anh đừng nên nói năng bậy bạ, mất công người khác lại bảo nhà họ Hải chúng tôi bắt nạt anh. Tôn Bách Vạn lập tức có phản ứng, vội vàng đi tới chỗ Tần Lâm và Trần Diên, sau đó quỳ xuống. Anh chị, tôi sai rồi, tôi không nên giả vờ với hai người như thế, cầu xin hai người, làm ơn tha cho tôi lần này đi. Trần Diên cau mày,
tỏ ra chán ghét, từ đầu đến cuối đều không có ai thèm để ý đến tên Tôn Bách Vạn này. Chính Tôn Bách Vạn là người gây chuyện trước, cũng chính là bạn gái anh ta ra tay trước, nếu bọn họ không làm thì sẽ không có chuyện như thế này xảy ra. Trần Diên quay đầu đi chỗ khác, không buồn để ý, sau đó Tần Lâm lạnh lùng nói. Cút ra chỗ khác đi, đừng ở đây tự mình rước thêm nhục nữa. Sắc mặt Tôn Bách Vạn tái nhợt, anh ta biết rằng mọi chuyện thực sự đã kết thúc, không còn đường để lui nữa rồi. Tôn Bách Vạn từng bước lùi về sau, đỡ Mị Nhi dậy rồi nói. Vợ ơi, chúng ta về nhà thôi. Sắc mặt Mị Nhi đột nhiên thay đổi, nhà cái khỉ mốc gì, anh còn có nhà sao? Tôn Bách Vạn sững ra một lúc, chợt cau mày. Bây giờ tuy anh đã thất thế, nhưng ít nhất vẫn còn nhà chứ. Mị Nhi cười khẩy, nhà ư, anh mơ đi, nhà đứng tên của tôi, vậy nên đó là nhà của tôi. Tôn Bách Vạn sững ra một lúc, sắc mặt chợt trở nên khó coi. Vợ à, ý của em là sao? Lúc trước, Tôn Bách Vạn kiếm được rất nhiều tiền, vì muốn Mị Nhi được vui nên anh ta đã mua nhà và cho Mị Nhi đứng tên, còn nghĩ rằng sau này bản thân có thể kiếm lại được, cũng chỉ có một căn nhà mà thôi, căn bản cũng không mấy để tâm. Nhưng bây giờ nghe Mị Nhi nói thế, anh ta cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm. Mị Nhi cười khẩy, ý gì sao? Tôn Bách Vạn, lúc trước tôi thích anh bởi vì anh là ông chủ mỏ than, bây giờ anh chẳng còn gì trong tay nữa rồi, anh chẳng là cái thá gì cả, anh cũng không tự mình nhìn xem có xứng với tôi hay không. Cút đi. Nói xong, Mị Nhi trực tiếp tát thẳng vào mặt sưng húp của Tôn Bách Vạn. Bốp, một tiếng, Tôn Bách Vạn hoàn toàn choáng váng. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Mị Nhi, khiến tim anh ta đau như dao cứa. Mị Nhi, em vì tiền nên mới ở cạnh anh sao? Mị Nhi cười giễu cợt, lắm lời, nếu không thì sao? Anh xem anh đi, có gì chứ? Yếu đuối, nhu nhược, cả ngày chỉ chơi với cái đám hỗn tạp, không biết cầu tiến, nếu như anh không may mắn nhận được thầu mỏ than này thì anh làm gì có tiền đồ chứ? Chả trách người ta lại chia tay với anh, nếu là tôi thì tôi cũng chẳng thèm, mau cút đi. Nói xong, Mị Nhi lấy tay ôm lấy phần cằm bị Tần Lâm tát vẹo kia, sau đó rời khỏi hiện trường. Sau khi Tôn Bách Vạn nghe thấy lời nói của Mị Nhi, anh ta tức đến mức hai mắt tối sầm lại, trực tiếp nằm bất tỉnh dưới sàn. Hải Ninh cau mày, sau đó gọi một vài nhân viên bảo vệ ném anh ta ra ngoài. Tôn Bách Vạn không thể nào ngờ rằng, chỉ vừa mới gặp lại bạn gái cũ, khoe khoang vài câu rồi sau đó nỗ lực cả nửa đời người của mình đều tan biến hết. Con người mà phải biết khiêm tốn một chút vẫn hơn. Hải Ninh dẫn Tần Lâm đi tham quan và giới thiệu cho anh một số doanh nhân giàu có ở địa phương. Cậu Tần, nghe nói y thuật của cậu cực kỳ tốt, tôi có một căn bệnh, không biết cậu có thể giúp tôi chữa trị được không? Một người đàn ông trung niên nói. Hải Ninh mỉm cười, sau đó bèn giới thiệu Tần Lâm. Đây là Hầu Thiếu Long, doanh nhân có tiếng ở tỉnh Lỵ. Toàn bộ nguồn cung thực phẩm đều thuộc về ông ấy. Cậu có thể gọi ông ấy là vua mì ăn liền cũng được. Ha ha ha. Hầu Thiếu Long cũng cười phá lên, đừng nghe Chủ tịch Hải nói bậy, tôi chỉ mở cửa hàng nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Nói xong, mọi người lập tức cười rộ lên. Quả thực Hầu Thiếu Long bắt đầu từ việc kinh doanh nhỏ, sau đó từng bước mở rộng và trở thành nhà cung cấp thực phẩm chế biến lớn nhất tỉnh Lỵ. Tất cả các siêu thị, cửa hàng nhỏ, khách sạn và các bộ phận phân phối lớn khác ở tỉnh Lỵ đều do Hầu Thiếu Long cung cấp. Lương thực là kế sinh nhai của người dân, đây là thứ mà mọi người thường tiếp xúc nhiều nhất, vậy nên đừng nghĩ Hầu Thiếu Long chỉ kinh doanh những thứ thực phẩm nhỏ nhặt này. Sản phẩm tuy nhỏ nhưng doanh thu không hề nhỏ chút nào. Hầu Thiếu Long này thực sự là một nhân vật lớn, địa vị ở tỉnh Lỵ cũng không thua kém gì Hải Ninh. Dù sao thì nhà họ Hải cũng tham gia vào lĩnh vực công nghiệp nặng, nghe thì có vẻ rất to lớn, nhưng xét về độ nổi tiếng thì Hầu Thiếu Long vẫn nhỉnh hơn. Hầu Thiếu Long hỏi thăm Tần Lâm về vấn đề của mình vô cùng lịch sự. Nếu đã là bạn thì đương nhiên Tần Lâm sẽ không từ chối. Chủ tịch Hầu bị bệnh gì? Hầu Thiếu Long nhìn xung quanh, sau đó nói với Tần Lâm. Cậu Tần, nói riêng một chút nhé. Nói xong, cả hai đi vào một góc và ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Hầu Thiếu Long có hơi đỏ mặt, thở dài nói. Cậu Tần, thật khó để nói về căn bệnh của tôi, chuyện đó. Tần Lâm gật đầu, nhìn bộ dạng xấu hổ của Hầu Thiếu Long, chắc là mắc bệnh về sinh lý. Không sao, ông cứ nói đi. Trên thực tế,
không có sự khác biệt giữa bệnh về mặt sinh lý và bệnh thông thường, chỉ khác ở chỗ là mức độ hợp tác của bệnh nhân. Bệnh nhân bị cảm và sốt, sẽ trực tiếp nói cho bác sĩ biết chỗ nào đau, chỗ nào không thoải mái. Nhưng lại không dễ dàng gì khi miêu tả về bệnh sinh lý, có khi người bệnh lại không dám nói ra. Nhưng đây không phải là vấn đề đối với Tần Lâm, cho dù bệnh nhân có mô tả không tốt thì khi bắt mạch, anh vẫn có thể chẩn đoán ra được. Hầu Thiếu Long nói tôi, về chuyện đó tôi không được ổn lắm, ra nhanh quá. Tần Lâm mỉm cười, Chủ tịch Hầu, có phải ông yêu cầu bản thân cao quá rồi không? Rất nhiều người đàn ông đều cảm thấy mình khá kém ở phương diện đấy, chủ yếu là vì xem một số phim JAV rồi cảm thấy như người ta mới là bình thường. Nhưng thực tế không phải như vậy, những nam chính trên phim đều là những người có phong độ đỉnh cao, lại dùng thêm thuốc nữa nên càng không giống với người bình thường. Hầu Thiếu Long bất đắc dĩ nói, cậu Tần, tôi thật sự không yêu cầu cao, cậu giúp tôi xem đi. Hầu Thiếu Long thuộc kiểu bệnh nhân khó mở miệng, chỉ nói đơn giản nguyên nhân bệnh rồi không muốn nói nữa. Có nhiều chi tiết ông ấy cũng khó nói, dù gì thì đối mặt với bác sĩ nam nên không nói thành lời. Tần Lâm cười nói, được rồi, bắt mạch trước đã. Dù gì bệnh nhân cũng không nói, thôi để Tần Lâm tự xem vậy. Lúc bắt mạch Tần Lâm mới hiểu ra vấn đề. Không phải vấn đề gì lớn, Chủ tịch Hầu cứ yên tâm. Hầu Thiếu Long liền thở phào nhẹ nhõm, ông ấy cũng có chút muốn giấu giếm bệnh tình ở phương diện này, không dám quang minh chính đại đến bệnh viện khám, cứ nghĩ nó là một chứng bệnh rất phức tạp, Tần Lâm nói vậy ông ấy cũng yên tâm nhiều. Cậu Tần, vậy cậu xem tôi nên chữa trị như thế nào? Tần Lâm nói, chữa bệnh này thật ra không cần dùng thuốc, chỉ cần bồi bổ cho cơ thể là được. Theo Tây y mà nói thì ông chỉ là thiếu nguyên tố vi lượng thôi, thiếu kẽm. Thiếu kẽm, Hầu Thiếu Long có chút hoang mang. Đúng vậy, kẽm có tác dụng rất quan trọng đối với nam giới, bổ sung kẽm là chuyện nhất định phải làm. Có nhiều người nói là hàu sống tráng dương, cái này cũng rất có lý, bởi vì hàm lượng kẽm trong hàu sống rất cao, mà có vẻ như trong bữa ăn hàng ngày ông không thích ăn những đồ ăn có hàm lượng kẽm cao như vậy. Hầu Thiếu Long gật đầu, hàu sống cái gì chứ? Tôi không động một miếng. Tần Lâm nói, vậy thì đúng rồi, để tôi viết cho ông vài loại rau, ông ăn nhiều mấy loại này một chút, sau đó tôi sẽ kê cho ông vài vị thuốc, ông đun lên uống sẽ có sự thay đổi lớn với cơ thể đấy. Đương nhiên nếu ông muốn nâng cao năng lực ở phương diện này, thì tôi cũng có thể cho ông vài phương án nữa. Thật ra muốn nâng cao sinh lý của đàn ông thì chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn uống ngủ nghỉ, kết hợp với một số bài dưỡng sinh của Đông y là vấn đề sẽ được giải quyết. Hầu Thiếu Long hết sức vui mừng, vội vàng gật đầu. Bây giờ ông ấy có tiền có quyền rồi, điều mong muốn nhất chính là có một cơ thể khỏe mạnh, có thể gặp nhân vật như Tần Đại Sư đúng là vô cùng vui sướng. Tần Lâm viết cho ông ấy vài loại thực phẩm cùng với một số bài vận động lành mạnh, Hầu Thiếu Long vui mừng như nhặt được bảo bối, sau đó vội vàng nhét vào trong lòng. Cậu Tần, tôi vô cùng cảm ơn, đây là chút lòng thành của tôi, xin cậu nhận cho. Nói xong. Hầu Thiếu Long đưa một tấm thẻ ngân hàng cho Tần Lâm, nói liên tiếp ba câu cảm ơn. Tần Lâm cũng không từ chối, dù gì giữa bọn họ đâu có quan hệ gì đâu, khám bệnh lấy tiền là chuyện bình thường thôi. Tấm thẻ ngân hàng của Hầu Thiếu Long nhìn có vẻ rất cao cấp, bên trên còn có một chữ Hầu được viết bằng bút lông, xem ra là thẻ ngân hàng dành riêng cho nhà họ Hầu. Gia tộc có thể làm riêng thẻ ngân hàng là đủ hiểu nhà họ Hầu lợi hại như thế nào rồi. Bên trong chắc chắn có không ít tiền, Tần Lâm cũng chẳng hỏi chi tiết, nhận lấy rồi cất đi. Hải Giao Giao và Trần Diên nói chuyện với nhau một lúc, biết quan hệ giữa Trần Diên và Tần Lâm không phải bình thường nên niềm nở thăm hỏi. Nhà họ Trần phải không? Tôi biết rồi, cô Trần yên tâm, tôi sẽ bảo cấp dưới của mình để ý đến nhà họ Trần hơn. Trần Diên ngây người một lát, vội vàng cảm ơn. Không ngờ rằng Trần Diên bị nhà họ Trần coi thường nhất lại trở thành người có công đối với nhà họ Trần. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Trần Diên và Tần Lâm chuẩn bị về nhà. Mặc dù trước đây cô rất thất vọng về nhà họ Trần, nhưng dù gì họ vẫn là bố mẹ của Trần Diên, cô vẫn hy vọng điều kiện của gia đình sẽ tốt hơn. Trần Diên đã có được tấm danh thiếp của Hải Giao Giao, định đưa lại tấm danh thiếp này cho Trần Nham Thạch, chắc chắn sẽ có ích với nhà họ Trần. Trần Nham Thạch và những người khác đều đang ngồi ở nhà đợi, mặt mày ai cũng buồn rầu. Bị đuổi ra khỏi buổi tiệc, Trần Nham Thạch mất sạch thể diện, hơn nữa lại có rất nhiều người nhìn thấy cảnh này,
vừa về đến nhà lại nhận được ngay 3 cuộc gọi, tất cả đều muốn kết thúc hợp tác. Vẻ mặt Trần Nham Thạch lúc này tức đến mức xám mặt. Trần Linh nói, nếu không phải chị cả cứ khoe khoang thì cả nhà mình có xảy ra chuyện này không? Khuôn mặt Trần Nham Thạch trầm xuống, không nói gì. Thật ra ông ta biết chuyện này không thể trách Trần Diên, là ông ta cứ đòi vạch trần việc Trần Diên không có vé vào. Đúng lúc này, Trần Diên và Tần Lâm trở về. Trần Nham Thạch đột nhiên trợn mắt, có chút tức giận nhưng không thể hiện ra ngoài. Trần Linh hừ một tiếng, chị còn biết về cơ đấy, suýt nữa thì chị làm bố tức chết đấy. Hừ, Trần Diên chau mày, cái gì mà chị làm bố tức chết chứ? Chị làm cái gì? Trần Linh nói, chị làm gì chị còn không rõ sao? Nếu không phải bố bắt chị lại thì đã không bị người ta đuổi ra ngoài rồi. Trần Diên câm nín, đạo lý ở đâu? Biết là người một nhà nhưng Trần Nham Thạch cứ muốn vạch trần mới chịu. Kết quả là lại gậy ông đập lưng ông, bây giờ còn quay lại đổ lỗi cho Trần Diên. Rõ ràng cô chẳng làm gì cả vậy mà lại biến thành tội đồ của nhà họ Trần. Mặc dù Trần Nham Thạch không mắng cô, nhưng nhìn vẻ mặt không vui của ông ta, nhắm mắt ngồi trên ghế, tâm trạng vô cùng không tốt. Trần Diên nén giận, đi đến trước mặt Trần Nham Thạch nói. Bố, con có được danh thiếp của Hải Giao Giao, bố có muốn lấy không? Trần Diên nói xong, Trần Linh hừ cái nữa, cái gì mà Hải Giao Giao? Chị lấy được mấy tấm danh thiếp sách kia để làm gì? Chị sợ bố chưa đủ tức à? Nói xong Trần Linh tiến đến rằng lấy tấm danh thiếp của Hải Giao Giao xé rồi vứt xuống đường ống nước. Trần Diên biến sắc, chau mày lại. Trần Linh, em làm gì vậy? Nhìn thấy danh thiếp bị ngâm ướt trong đường ống nước, Trần Diên chau mày lại, đây là tấm danh thiếp duy nhất mà cô lấy được ở buổi tiệc. Vốn muốn mang về cho bố liên lạc với người ta, nói không chừng còn có thể thay đổi vận mệnh của nhà họ Trần, khiến gia tộc tầm thường bọn họ trở thành một gia tộc giàu có. Kết quả là vẫn chưa liên lạc với người ta thì đã bị Trần Linh vứt đi rồi. Trần Nham Thạch đột nhiên mở mắt, nói. Tiểu Diên, con nói là danh thiếp của ai? Trần Diên nói lại lần nữa, là Hải Giao Giao. Cái gì, Hải Giao Giao? Trần Linh chẳng qua chỉ là nội trợ, đương nhiên không biết Hải Giao Giao là ai, nhưng Trần Nham Thạch lại biết rất rõ. Hải Giao Giao là cháu gái của ông cụ Hải. Là người thừa kế đời tiếp theo của nhà họ Hải. Hải Giao Giao tháo vát lanh lợi từ nhỏ, đầu óc buôn bán không hề kém đàn ông, lại được sự thương yêu của ông cụ Hải, mọi người đều coi cô ta là con cưng của trời. Cho nên bây giờ trong gia tộc Hải Thị, Hải Giao Giao rất có tiếng nói, thậm chí có lúc còn địa vị của cô ta còn cao bằng ông cụ Hải nữa. Đối với nhà họ Trần, có thể liên hệ với Hải Giao Giao đúng là chuyện vô cùng có lợi. Trần Nham Thạch vội vàng đứng lên, quỳ dạp trên mặt đất thò tay xuống đường ống nước, chẳng ngại bẩn, vội vàng móc tấm danh thiếp lên. Chỉ đáng tiếc là tấm danh thiếp đã nát tươm, ngoài tên của Hải Giao Giao thì số điện thoại đằng sau cũng chẳng nhìn rõ. Vẻ mặt Nham Thạch đầy vẻ nuối tiếc. Linh Linh, con làm gì vậy? Cơ hội tốt như vậy mà con vứt danh thiếp của Tổng Giám Đốc Hải đi, con điên rồi ư? Trần Linh cũng biết mình đã gây họa, nhưng đã chết còn già mồm, nói. Bố, bố đừng tin chị đấy, cho dù có lấy được danh thiếp của Tổng Giám Đốc Hải thì sao chứ? Người ta đâu có biết nhà mình, có nhiều người cũng lấy được danh thiếp của Tổng Giám Đốc Hải đấy thôi, không chừng là do người ta làm rơi hoặc là bọn họ trộm được đấy. Trần Linh càng nói càng hăng, giống như sắp làm thịt người ta vậy. Đúng rồi, chắc chắn là hai người trộm hoặc là nhặt được, nếu không hai người sao có thể lấy được danh thiếp của Tổng Giám Đốc Hải chứ? Trần Linh nói như vậy, Trần Nham Thạch mới bình tĩnh lại, đúng là không thể quá kích động. Mặc dù lấy được danh thiếp nhưng vẫn chưa làm rõ được lai lịch của nó mà. Nếu là của Hải Giao Giao đưa cho thì đương nhiên là vô cùng tuyệt. Nhưng nếu không phải thì sao? Nhớ Hải Giao Giao làm rơi thật hoặc bọn họ nhặt được ở chỗ khác thì chẳng phải là tấm danh thiếp này chẳng có giá trị gì hay sao? Liên lạc với người ta cũng chẳng có tác dụng, người ta có quen mình đâu. Trần Diên nhẫn nhịn nói. Đây là Tổng Giám Đốc Hải chủ động đưa cho con. Trần Linh hừ một cái, chém gió vừa thôi, Tổng Giám Đốc Hải chủ động đưa cho chị. Chị là cái thá gì? Chị chỉ là một bác sĩ, một người ngoài ngành. Tổng Giám Đốc Hải người là thủ lĩnh trong giới than đá. Đừng nói là chị, cho dù là bố có đích thân đi thì Tổng Giám Đốc Hải cũng chưa chắc đã nể mặt như vậy. Trần Diên cạn lời, tin thì tin, không tin thì thôi. Cô cũng tận tình tận nghĩa rồi, những điều nên nói cũng nói rồi,
còn bố và em gái có tin hay không thì cũng chẳng liên quan đến cô. Trần Nham Thạch chau mày có chút thất vọng. Tiểu Diên, con xem lại mình đi, ra ngoài lăn lộn bao nhiêu năm cũng chẳng giúp ích gì được cho nhà họ Trần, lại còn lãng phí hai tấm vé vào, 2 triệu tệ đấy con ạ, con tưởng nhà họ Trần mình giàu sang lắm sao? Trần Diên chau mày, cái gì mà 2 triệu tệ chứ, bố ơi, con không dùng tiền nhà họ Trần để vào. Trần Nham Thạch cười lạnh, con không tiêu tiền nhà họ Trần. Bây giờ mọc lông mọc cánh đầy đủ rồi chứ gì. Trần Diên không còn gì để nói, không thể tiếp tục nói đạo lý với người như bố. Được, con không ở đây nữa, con đi, để khỏi làm phiền cái nhà này. Trần Nham Thạch hừ lạnh một tiếng, mau cút đi, sau này đừng nói là con gái tao. Sau khi mắng xong, điện thoại Trần Nham Thạch đột nhiên đổ chuông, là số người lạ gọi tới nhưng ông ta vẫn bắt máy. Alo, xin hỏi có phải là ông Trần Nham Thạch không? Tôi là Hải Giao Giao. Trần Nham Thạch ngây người. Hải Giao Giao, Tổng Giám Đốc Hải. Đúng vậy, là tôi đây, vừa rồi tôi có đưa một tấm danh thiếp cho cô Trần, tôi thấy ông không liên lạc nên muốn chủ động liên lạc với ông trước, tôi có mấy dự án vẫn chưa có ai nhận thầu, không biết ông có hứng thú hay không? Trần Nham Thạch mừng rỡ. Có, đương nhiên là có rồi. Được Tổng Giám Đốc Hải gọi điện đúng là khiến tôi cảm thấy vừa mừng vừa lo. Hải Giao Giao cười rồi nói, nếu đã như vậy thì tôi sẽ bảo trợ lý của tôi đến chỗ ông để bàn bạc công việc cụ thể. Cảm ơn Giám Đốc Hải nhiều. Vẻ mặt già nua của Trần Nham Thạch kích động đến nỗi đỏ bừng. Hải Giao Giao nói, không cần phải cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì nên cảm ơn bạn trai của con gái ông đấy. Nói xong, Hải Giao Giao cúp điện thoại. Trần Nham Thạch trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Cảm ơn bạn trai của con gái. Trần Nham Thạch nghiêng đầu, có chút khó tin nhìn Tần Lâm. Người khác nói có thể ông ta không tin, nhưng vừa rồi người gọi điện thoại cho ông ta là Tổng Giám Đốc Hải Hải Giao Giao. Lời nói của Hải Giao Giao không giống như lời nói của người bình thường. Hơn nữa Trần Nham Thạch đã từng nghe Hải Giao Giao diễn thuyết trên TV. Giọng nói này đúng chính xác là của cô ta. Chẳng lẽ, cả nhà bọn họ đều hiểu lầm Tần Lâm? Thật ra người đàn ông này mới là ông lớn thật sự. Từ lúc đầu, sau khi lật tẩy việc Tần Lâm mượn chiếc xe Passat thì bọn họ vẫn luôn có cái nhìn phiến diện về Tần Lâm, cảm thấy anh không xứng với Trần Diên. Sau khi ấn tượng lúc đầu không được tốt đẹp cho lắm thì Tần Lâm làm cái gì cũng là sai. Thậm chí còn lây sang cả Trần Diên, cô làm gì bọn họ đều nghĩ là có vấn đề. Bây giờ nghĩ lại, Trần Diên cũng vì nhà họ Trần mới vào bữa tiệc, cũng vì nhà họ Trần mà tranh thủ tìm kiếm mối quan hệ. Trần Nham Thạch đứng lên, đang định nói thì đột nhiên có mấy chiếc xe đỗ ngoài cửa. Không ít người xuống xe, tất cả bọn họ đều mặc vest đi giày tây, đầu tóc gọn gàng, vừa nhìn là biết toàn nhân vật lớn. Đám người này còn mang theo các loại quà cáp, người ít nhất cũng phải 2 chai rượu Mao Đài và mấy hộp thuốc lá cao cấp. Sau khi vào trong sân, Trần Nham Thạch hoảng hốt. Chủ tịch Vương, sao ông lại đến đây? Chủ tịch Trương, Chủ tịch Liễu, mọi người. Mấy người này đều có qua lại với Trần Nham Thạch, người thì quen biết, người thì có hợp tác, người thì có nghe nói qua nhưng chưa từng gặp. Không ngờ mấy người này lại tới tận nhà để thăm, hơn nữa còn mang theo quà tặng nữa, điều này đúng là khiến Trần Nham Thạch có chút hoang mang. Chủ tịch Trần, sau lần hợp tác lần trước chúng ta cũng không liên lạc lại, lâu rồi không gặp. Thằng em đây nhớ anh lắm. Lão Vương đúng là giả dối quá. Chủ tịch Trần, tôi không giống ông ấy, tôi nói thẳng luôn, gần đây tôi có vài vụ làm ăn muốn hợp tác với ông, chia lợi nhuận thế nào ông quyết định. Ông yên tâm, ông cứ ra giá, tôi tuyệt đối không trả giá. Cả tôi nữa, không phải lần trước chủ tịch Trần muốn công trình vận chuyển của nhà chúng tôi sao? Tôi giao quyền lại cho ông, 5 năm, thế nào? Mấy ông chủ này ai cũng nhiệt tình. Rất nhiều người trước kia không cởi mở với nhà họ Trần bây giờ lại xem trọng nhà họ, thậm chí trước đây còn chèn ép nhà họ Trần. Nhưng bây giờ bọn họ đều mang quà đắt tiền đến thăm. Trần Nham Thạch vội vàng hỏi han, những hạng mục mà bọn họ vừa nói rất có lợi với nhà họ Trần, cho nên phải nhận hết mới được. Đều là những ông chủ lớn, mặc dù ai cũng khách khí nhưng Trần Nham Thạch cũng không dám thất lễ, tiếp đãi vô cùng lịch sự, nhà họ Trần ai cũng bận rộn. Trong chốc lát cả gia tộc giống như trở nên hưng thịnh hơn. 2-3 tiếng sau, cuối cùng mọi người cũng đi hết rồi. Người đến người đi tấp nập, sân nhà họ Trần chất đầy quà cáp, cao như một ngọn núi.
Trần Linh và những người khác cũng lần đầu gặp cảnh này, chè thượng hạng, chai rượu đỏ mười mấy năm tuổi, giống như một đống rác trong sân vậy, chật kín không còn chỗ để. Trần Nham Thạch dương mắt đờ đẫn, hỏi thăm dò. Cậu Tần đây? Phát hiện ra sự biến hóa long trời nở đất, xưng hô với Tần Lâm cũng thay đổi, trước đây thì gọi là họ Tần kia, bây giờ đổi thành cách gọi tôn kính hơn cậu Tần. Tần Lâm cũng ngây người, chú Trần. Không dám nhận, không dám nhận, cậu Tần rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao thái độ của những người này đối với tôi lại thay đổi lớn đến như vậy? Lúc trước Trần Nham Thạch xem mặt mà bắt hình dong, cảm thấy con người Tần Lâm không được, bây giờ ông ta mới kịp phản ứng. Sự thay đổi hai ngày nay của nhà họ Trần chắc chắn có liên quan đến Tần Lâm. Tần Lâm cười nhạt, hiểu ý của Trần Nham Thạch. Chú Trần, trước đây cháu có khám bệnh cho ông cụ Hải, cũng coi là có quen biết. Trần Nham Thạch bây giờ mới bừng tỉnh. Thì ra là như vậy. Chẳng trách một bác sĩ lại có quan hệ rộng như vậy, thì ra là có chữa bệnh cho ông cụ Hải rồi. Vừa tỉnh ngộ, ông ta lại có chút thất vọng. Thì ra chỉ là quan hệ chữa bệnh cứu người. Quan hệ bệnh nhân với bác sĩ cũng tốt đấy nhưng không được bền vững lắm. Đa số bệnh nhân đều có lòng biết ơn với bác sĩ, nhưng loại quan hệ ơn nghĩa này có thể duy trì bao lâu chứ? Một khi bệnh tình của ông cụ Hải có chuyển biến tốt, mối quan hệ này cũng chẳng có tác dụng nữa. Nói cách khác ông cụ Hải cảm thấy giúp anh thế đủ rồi, đã trả hết được ân tình rồi thì không cần giúp anh thêm nữa. Mối quan hệ này không thể gọi là xuất sắc được. Dù gì bác sĩ cũng nhiều, đời người bác sĩ lấy nghề làm trọng, chữa bệnh cho vô số người. Mấy người giàu có cảm kích thật nhưng bọn họ cũng không thể dốc sức biến anh trở thành người giàu có được. Tâm trạng Trần Nham Thạch đang tốt, lại nhận được ơn huệ của Tần Lâm nên tình cảm của hai người có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Trần Nham Thạch nói, tiểu Tần, nhìn cậu ăn mặc cũng được, chắc điều kiện gia đình cũng tốt chứ. Muốn lấy con gái tôi thì bắt buộc phải có sính lễ. Không thể nói thẳng, chỉ có thể nói bóng gió, chuẩn bị dùng sính lễ để ép Tần Lâm. Trần Diên chau mày. Bố nói cái gì đây? Lúc nào cần sính lễ chứ? Gia đình Trần Diên vốn không có phong tục này, lúc Trần Linh gả đi cũng không cần sính lễ, sao đến lượt Trần Diên lại đòi sính lễ chứ? Trần Nham Thạch lườm cô một cái rồi nói. Tất nhiên là phải có sính lễ chứ, em của con lúc gả đi cũng có sính lễ, chỉ là không nói cho con biết thôi. Vẻ mặt Trần Diên vô cùng khó coi, cô chỉ nhờ Tần Lâm giả mạo một chút thôi, mặc dù giúp thì phải giúp cho chót những không được quá đáng quá như vậy chứ. Tần Lâm lại không để ý, sính lễ à, cũng được thôi, muốn bao nhiêu. Trần Nham Thạch cười lạnh, cậu đừng đồng ý nhanh như vậy. Con gái tôi là phó viện trưởng bệnh viện Trung ương, tôi nuôi nó từ nhỏ đến lớn tốn không biết bao nhiêu tiền, bây giờ để nó đi với cậu, lấy một ít sính lễ không quá đáng chứ. Tần Lâm cười nhạt, không quá đáng. Trần Nham Thạch tiếp tục, vậy thế này đi, tôi cũng không cần nhiều, lấy số đại cát đại lợi 666 đi. Được. Khóe miệng Trần Nham Thạch con lên, ý tôi không phải là 666 tệ, mà là 6.660.000 tệ. Trần Nham Thạch nói xong, Trần Diên đột nhiên biến sắc. Bố đòi hỏi nhiều quá rồi đấy. Hơn 600 tệ đã là quá đáng lắm rồi. Theo phong tục nông thôn, sính lễ thường từ mấy chục nghìn đến một trăm mấy chục nghìn, nếu điều kiện gia đình tốt lắm mới đòi tới mấy trăm nghìn. Nhưng cho dù như thế nào đi chẳng nữa cũng chẳng ai dám đòi tiền sính lễ hơn 6 triệu chứ, gia đình nào gánh cho nổi. Trần Nham Thạch nói, cái gì mà đòi hỏi chứ? Nếu mà số tiền này mà cũng không có thì sao môn đăng hộ đối với nhà họ Trần chúng ta chứ, con xem chuyện cưới xin này thất bại là coi như tàn đời đấy. Trần Diên cạn lời, thật ra chuyện cưới xin này có thất bại hay không cũng chẳng sao cả, dù gì cũng không phải là thật, Tần Lâm đến đây chỉ để diễn thôi mà. Nói xong câu đó, Trần Nham Thạch vội vàng nói. Vừa rồi cũng có mấy doanh nhân giàu có hỏi con gái nhà này đấy, bố nói có ba cô con gái, cô hai gả đi rồi. Cô ba vẫn còn nhỏ đang đi học, chỉ có mỗi cô cả là chưa kết hôn, bọn họ có ý muốn liên hôn đấy, bố cũng phải suy nghĩ lại. Trần Diên chau mày, chẳng trách bố muốn từ chối Tần Lâm, thì ra là có kế hoạch khác. Trần Diên có chút lo lắng, cô tìm Tần Lâm đến là muốn tránh mấy chuyện này, nhưng không ngờ là lại có một đám thiếu gia nhà giàu kéo đến. Trong lúc Trần Diên đang lo âu thì Tần Lâm cười nhạt. Hơn 6 triệu đúng không, không thành vấn đề. Tần Lâm nói xong, Trần Diên liền biến sắc, vội vàng kéo anh lại, nháy mắt ra hiệu cho anh.
Làm gì thế, anh lấy đâu ra 6 triệu tệ? Trần Nham Thạch cũng có chút kinh ngạc, bác sĩ lấy đâu ra 6 triệu tệ chứ? Được, vậy bây giờ cậu đưa cho tôi đi, tôi muốn tiền mặt. Được. Nói xong, Tần Lâm lập tức xoay người rời đi, trước cửa là một ngân hàng nông thương tỉnh Lỵ, Tần Lâm liền bước vào. Vừa hay trong tay có một tấm thẻ của ngân hàng nông thương tỉnh Lỵ. Tấm thẻ này là Hầu Thiếu Long đưa cho anh, vừa rồi ở buổi tiệc có khám bệnh cho Hầu Thiếu Long, chủ tịch Hầu đưa cho ông tấm thẻ này, Tần Lâm cũng chẳng biết bên trong có bao nhiêu tiền, đi hỏi một chút. Sau khi Tần Lâm đi, vẻ mặt Trần Diên vô cùng khó coi. Bố, rốt cuộc bố nghĩ cái gì vậy? Tần Lâm giúp chúng ta nhiều như vậy, mà bố không thấy cảm kích chút nào sao? Lại còn làm khó anh ấy nữa. Trần Nham Thạch lườm cô một cái, cảm kích thì cảm kích thật, nhưng cậu ta là người ngoài, đừng nói cảm kích, còn bảo bố dập đầu lại cậu ta cũng được nữa là. Nhưng cậu ta muốn cưới được con gái bố thì không phải là chuyện đơn giản. Trong mắt Trần Nham Thạch, ba đứa con gái này chính là gà đẻ trứng vàng, chắc chắn phải được gả vào nhà giàu có, như vậy mới có thể đem lại nhiều lợi ích cho nhà họ Trần. Người như Tần Lâm, không đủ tư cách. Trần Diên ngồi trong vườn, trong lòng rất buồn, nhìn hướng mà Tần Lâm rời đi, thở dài một cái, anh đi đâu để kiếm hơn 6 triệu chứ? Tần Lâm cầm thẻ, đi đến trước cây ATM, đưa thẻ ngân hàng vào, truy xuất số dư. Tròn 10 triệu. Số tiền này đúng trong dự đoán của anh, Hầu Thiếu Long đúng là ông hoàng ngành thực phẩm, trong người phải có mấy tỷ, bỏ ra 10 triệu cũng là phù hợp với thân phận của ông ấy. Tần Lâm cầm tấm thẻ, đi thẳng vào quầy VIP, đưa thẻ ra. Rút tiền. Cô nhân viên đang nghe nhạc, nghịch điện thoại cười toét mồm, căn bản chẳng để ý gì đến Tần Lâm. Tần Lâm chau mày, gõ nhẹ xuống bàn nhắc nhở. Xin chào. Cô nhân viên chau mày, vẻ mặt không mấy tình nguyện bỏ điện thoại xuống, dáng vẻ có chút không bình tĩnh. Có chuyện gì? Tần Lâm đưa thẻ ra, rút tiền. Cô nhân viên còn không thèm nhìn, chỉ luôn sang quầy bên cạnh nói. Rút tiền thì ra cây ATM hoặc sang quầy khác, đến chỗ tôi làm gì? Tần Lâm nói, thẻ của tôi là thẻ VIP. Số dư hơn 1 triệu là được tính là thẻ VIP rồi, hơn nữa số dư tài khoản của Tần Lâm cũng khá lớn nên chỉ có thể vào quầy VIP để làm thủ tục. Nhưng vẻ hời hợt của cô nhân viên đúng là khiến người ta khó chịu, Tần Lâm cũng chẳng nói chuyện nhã nhặn nữa. Cô nhân viên chau mày, cầm lấy thẻ của Tần Lâm, phát hiện ra trên thẻ không có giải từ tính. Thẻ ngân hàng bình thường đều có giải từ tính, chỉ có chiếc thẻ này là không có, bên trên còn có ký hiệu mà cô ta chưa bao giờ nhìn thấy. Là chữ Hầu. Anh đùa sao, tấm thẻ này là giả sao? Tần Lâm chau mày, cô chắc chứ, cô xem lại lần nữa đi. Nữ nhân viên cười lạnh, xem cái gì mà xem, chuyên môn của tôi hay chuyên môn của anh. Tấm thẻ này không có giải từ tính, cũng không có logo của ngân hàng chúng tôi, nói không chừng là thẻ trúng thưởng trong mấy gói mì tôm trẻ em kìa, anh biết đùa thật đấy, còn dám đến quầy VIP để rút tiền nữa, được rồi, mau đi đi. Tần Lâm cạn lời, đây là lần đầu tiên anh gặp nhân viên ngân hàng phẩm chất kém như thế này. Nếu cô không biết thì gọi người có cấp cao hơn cô lại đây đi. Cô nhân viên cười lạnh, cấp cao hơn tôi. Gọi qua đây làm gì, xem thẻ đồ chơi của anh à. Tôi nói cho anh biết, anh đừng có làm loạn ở đây, còn không đi là tôi gọi bảo vệ đấy. Giọng nói của cô nhân viên ngày càng lớn, làm thu hút ánh mắt của không ít người. Một người đàn ông mặc vest bước tới hỏi. Đồng Đồng, sao thế? Đồng Đồng nói, giám đốc Điền, người này cầm một tấm thẻ giả đến đòi rút tiền. Giám đốc Điền chau mày, thẻ giả. Tôi xem nào. Cầm tấm thẻ được đặt riêng, giám đốc Điền hơi biến sắc. Đồng Đồng không biết, nhưng anh ta là giám đốc nên đương nhiên sẽ biết. Đây không phải là thẻ giả. Đây là thẻ ngân hàng đặc biệt được đặt riêng, chỉ dành cho một người là chủ tịch Hầu Hầu Thiếu Long. Có nhiều ngân hàng có loại dịch vụ này, vì khách hàng lớn như chủ tịch Hầu có số tiền gửi ngân hàng vô cùng lớn nên mới có đãi ngộ đặc biệt như thế này dành riêng cho người như chủ tịch Hầu. Cả tỉnh Lỵ này chưa đến 10 người được loại đãi ngộ như thế này. Giám đốc Điền cầm lấy chiếc thẻ, vẻ mặt trầm xuống, hỏi Tần Lâm. Chiếc thẻ này ở đâu ra? Tần Lâm chau mày, người khác tặng. Giám đốc Điền cười lạnh, đùa nhau à, người khác tặng. Sao không có ông chủ lớn nào tặng tôi? Nói, rốt cuộc cậu trộm ở đâu? Giám đốc Điền nói xong, những khách hàng khác đều tập trung ánh mắt về phía này.
Trộm thẻ ngân hàng. Điên rồi sao? Bây giờ mà vẫn còn có người ngu đến vậy sao? Trộm thẻ ngân hàng mà dám to gan đến đây rút tiền, tên trộm này đúng ngu mà. Bây giờ thẻ ngân hàng rất an toàn, cho dù biết được mật mã, ra cây ATM cùng lắm rút được 2.000 tệ, nhưng ở quầy thì chắc chắn không thể lấy được đồng nào. Tần Lâm chau mày, lạnh lùng nói. Tốt nhất là anh nên xác nhận lại một lần nữa đi, đừng nói lung tung. Giám đốc Điền cười lạnh, tôi nói lung tung. Nói cho cậu biết, tôi không cần quét tấm thẻ này cũng biết nó là của ai. Chủ nhân của tấm thẻ này là Hầu Thiếu Long, Chủ tịch Hầu, cậu đừng có nói với tôi là tấm thẻ này do đích thân Chủ tịch Hầu tặng cho cậu đấy. Tần Lâm nói, anh nói đúng đó, là Hầu Thiếu Long tặng cho tôi. Ha ha ha, giám đốc Điền cười lớn, những người khác cũng không nhịn được cười, đúng là tên trộm ngu ngốc, trộm của ai không trộm lại dám trộm của Chủ tịch Hầu. Tấm thẻ này của Chủ tịch Hầu là thẻ cao cấp nhất trong ngân hàng, không cần hẹn trước. Hôm nào cũng có thể đến ngân hàng rút hết tất cả. Loại thẻ này mà Chủ tịch Hầu lại đem tặng người khác sao? Vì tấm thẻ này vô cùng đáng giá, cho nên giám đốc Điền mới kết luận Chủ tịch Hầu sẽ không bao giờ tặng nó cho người khác, vậy mới nói Tần Lâm ăn trộm. Tần Lâm cạn lời, được rồi, tôi không dùng thẻ này nữa, đưa cho tôi đi. Không ngờ đi rút tiền mà cũng nhiều chuyện như vậy, nếu như vậy thì không rút nữa, hoặc đổi ngân hàng khác là được. Giám đốc Điền hừ lạnh, sự việc bị bại lộ nên muốn lấy thẻ về sao? Cậu nằm mơ đi, trộm thẻ của Chủ tịch Hầu, chuyện này chưa làm xong, cậu đừng nghĩ tới việc bước chân khỏi cửa. Vừa dứt lời, mấy người bảo vệ liền bao vây Tần Lâm. Tần Lâm chau mày, vẻ mắt không vui, giám đốc Điền này đúng là khinh người quá đáng. Đang định ra tay giải quyết thì đột nhiên có một khách hàng lên tiếng. Đây không phải là con rể lão Trần à? Người vừa nói chính là người hàng xóm nhìn thấy xe của Tần Lâm, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Bà cô vội vàng lôi điện thoại ra gọi cho Trần Nham Thạch. Alo, lão Trần à, mau đến ngân hàng xem con rể ông kìa, con rể ông đang lừa người ta kìa. Vừa nói xong liền cúp máy. Trần Nham Thạch vội vàng chạy đến với vẻ mặt tức giận. Nhìn thấy Tần Lâm bị một đám người bao vây, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Đúng là tiếng lành đồn xa tiếng xấu đồn gần. Vừa mới bảo anh đi rút một chút tiền vậy mà lại gặp chuyện này, còn bị hàng xóm phát hiện, lại còn dùng thẻ giả lừa người ta. Tần Lâm, cậu làm gì vậy? Trần Nham Thạch trợn mắt, vẻ mặt phẫn nộ, trong mắt người ta Tần Lâm là con rể của nhà họ Trần, bây giờ lại làm ra chuyện này, đúng là mất hết mặt mũi ông ta mà. Tần Lâm thản nhiên nhìn ông ta một cái, nói tôi đi rút tiền. Đây là thẻ người khác tặng cho tôi. Giám đốc Điền cười lạnh, người lớn đến rồi à? Đúng lúc lắm, con rể nhà ông mạo danh dùng thẻ ngân hàng của người khác, nhìn thấy chưa, là thẻ của Chủ tịch Hầu, Hầu Thiếu Long đấy ông biết đúng không? Trần Nham Thạch nhận lấy tấm thẻ nhìn một cái, đột nhiên vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Chủ tịch Hầu đương nhiên là ông ta biết rồi. Hầu Thiếu Long, ông hoàng ngành thực phẩm, ai mà không biết chứ? Tần Lâm, cậu lớn gan thật đấy. Nói xong Trần Nham Thạch cần lấy tấm thẻ, tức muốn ngã xuống đất, nhưng chợt nghĩ đây là thẻ của Chủ tịch Hầu, không thể làm bậy. Ở trước mặt nhiều người như vậy, Trần Nham Thạch không nhịn được, xông đến trước mặt Tần Lâm, túm cổ anh. Đồ khốn, cậu dám làm mất mặt nhà họ Trần tôi, xem tôi dạy dỗ cậu thế nào. Nói xong, Trần Nham Thạch tát cho Tần Lâm một nhát. Trần Nham Thạch thực sự đã bị chọc tức, nhà họ Trần mất mặt như vậy, không dạy dỗ anh một trận. Sau này mặt mũi nhà họ Trần phải để ở đâu chứ? Bốp! Tay Trần Nham Thạch còn chưa giáng xuống, đã bị Tần Lâm giữ chặt lại, lạnh lùng nói. Nể mặt ông một chút là ông tự cho mình là giỏi sao? Tần Lâm hất tay ra, Trần Nham Thạch loạng choạng suýt ngã xuống đất. Nếu không nể mặt Trần Diên thì Trần Nham Thạch làm gì có nhiều cơ hội lên mặt tới như vậy? Giám đốc Điền nhìn thấy Tần Lâm dám động tay, đột nhiên tức giận. Dám dở thói ngang ngược ở ngân hàng của chúng tôi phải không? Tôi thấy cậu không muốn sống nữa rồi. Trộm thẻ ngân hàng còn cãi cùn đúng không? Tần Lâm cười lạnh, trộm thẻ ngân hàng. Đúng là mắt chó coi thường người khác. Nói xong, Tần Lâm rút điện thoại ra, bấm số điện thoại của Hầu Thiếu Long, rồi bật loa ngoài, đặt xuống bàn. Tút, tút, tút. Âm thanh vang lên, cả ngân hàng lập tức yên lặng, bọn họ muốn thấy, Tần Lâm này rốt cuộc có đang gọi điện thoại cho Hầu Thiếu Long không? Mấy giây sau,
có người bắt máy. Cậu Tần phải không? Tôi là Hầu Thiếu Long đây. Tần Lâm nói, Chủ tịch Hầu, tôi dùng thẻ của ông để rút tiền tại ngân hàng, bọn họ bảo tôi trộm thẻ của ông. Đầu bên kia lập tức im lặng, giọng điệu của Hầu Thiếu Long đột nhiên trở nên ác liệt. Tên chó má nào không có mắt dám bảo cậu Tần trộm đồ vậy? Lời vừa nói ra, mọi người lập tức xôn xao. Đây, đây thực sự là thẻ mà Hầu Thiếu Long đưa cho anh. Sắc mặt giám đốc Điền thay đổi, không thể nào ngờ được, Hầu Thiếu Long lại đưa tấm thẻ quý giá thế cho người khác. Chủ tịch Hầu. Không đúng, tôi cần xác nhận thân phận của ông là ông Hầu Thiếu Long phải không ạ? Mời ông chứng minh thân phận của mình, giám đốc Điền vẫn cứng đầu nói hai câu, dù sao chỉ qua điện thoại cũng thể chứng minh thân phận của đối phương được. Hầu Thiếu Long lạnh lùng hừ một tiếng, thân phận của tôi. Anh mù à, anh không tra số điện thoại à? Bảo tôi chứng minh, anh có đủ tư cách chắc. Hầu Thiếu Long là ông hoàng ngành thực phẩm, trong tay có mấy nghìn doanh nhân, loại nhỏ bé như giám đốc Điền, chẳng đáng để ông ấy quan tâm. Giám đốc Điền bị mắng cho một trận mà sắc mặt thay đổi liên tục, lúc đỏ, lúc trắng, vội vàng tra dãy số điện thoại, phát hiện ra người đó quả nhiên là Hầu Thiếu Long. Sắc mặt giám đốc Điền có hơi khó coi, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi Chủ tịch Hầu, tôi sẽ xử lý cho ông ngay. Hầu Thiếu Long lạnh lùng hừ một tiếng, xin lỗi là xong à? Với tố chất của anh mà cũng có thể làm giám đốc được à? Nói một câu với chủ tịch ngân hàng của các anh đừng làm nữa, cút đi. Nói xong, Hầu Thiếu Long cúp máy. Sắc mặt giám đốc Điền khó coi mà cầm lấy thẻ của Hầu Thiếu Long, vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Hừ, cho dù là Hầu Thiếu Long thì làm được gì chứ, muốn đuổi việc tôi á, mơ đi. Giám đốc Điền cầm thẻ của Hầu Thiếu Long, vứt cho Tần Lâm, nói. Hôm nay không xử lý, đặt lịch ngày mai rút. Tần Lâm cười khẩy, đây là thẻ VIP của ngân hàng các người đấy, có quyền không cần hẹn trước mà rút tiền, anh chắc chắn chứ. Giám đốc Điền nổi giận, lạnh lùng hừ một tiếng, nhiều lời, đương nhiên là tôi chắc chắn rồi, tôi là giám đốc hay cậu là giám đốc? Bây giờ trong ngân hàng không có nhiều tiền mặt đến vậy, cậu thích đi đâu rút thì rút, cút đi. Giám đốc Điền không quan tâm, anh ta có chỗ dựa, anh ta là cháu ngoại của chủ tịch ngân hàng, Hầu Thiếu Long là cái thá gì chứ? Anh ta chẳng thèm quan tâm, dù có đắc tội người khác thì anh ta cũng chẳng mất việc đâu. Thái độ của giám đốc Điền khiến Tần Lâm vô cùng khó chịu. Thái độ của anh là sao, có chỗ dựa nên không sợ nhỉ? Giám đốc Điền cười khẩy, cậu nói đúng đấy, tôi có chỗ dựa nên không sợ, cậu làm gì được tôi nào? Nói cho cậu biết, cho dù Hầu Thiếu Long có đích thân đến đây, tôi cũng không quan tâm. Có giỏi thì làm tôi mất việc đi, tôi muốn xem ai có bản lĩnh làm được vậy. Tần Lâm cười khẩy, được, chính miệng anh nói đấy. Nói xong, Tần Lâm rút thẻ ra, đi đến trước quầy giao dịch đưa cho nhân viên giao dịch. Tôi muốn rút toàn bộ tiền trong thẻ. Nhân viên giao dịch tra thông tin, phát hiện ra trong thẻ có 10 triệu, vội vàng nói. Thưa anh, cần phải đặt lịch trước thì mới rút được. Đặt lịch vào ngày mai. Vâng, đã đặt lịch xong cho anh còn cần xử lý việc gì nữa không ạ? Có. Tần Lâm rút thẻ ngân hàng của mình ra đưa qua. Tôi cũng đặt lịch rút tiền thẻ này, rút hết cho tôi. Vâng thưa anh chờ tôi tra thông tin ạ. Á, thưa anh thực sự muốn rút hết sao? Nữ nhân viên giao dịch nhìn dãy số trong thẻ ngân hàng, lập tức trợn tròn mắt. Nhiều quá đi mất. Mắt nữ nhân viên giao dịch di chuyển chuột liên tục trên màn hình, cần mấy giây mới có thể xem hết, từ khi cô ấy làm ngành ngân hàng đến nay đã bao nhiêu năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một khách hàng có số dư tài khoản khủng khiếp thế này. Giám đốc, làm sao bây giờ? Giám đốc Điền nhíu mày, đây là thẻ của ngân hàng chúng ta à? Rút tiền liên ngân hàng có quyền từ chối. Nữ nhân viên giao dịch nhìn thẻ đen của Tần Lâm nói. Giám đốc, đây là thẻ của Tổng Ngân hàng Hoa Hạ, có thể rút tiền ở bất kỳ ngân hàng nào. Thẻ của Tổng Ngân hàng Hoa Hạ là đại diện cho việc bất kỳ ngân hàng nào cũng phải phục vụ cho anh, có thể rút tiền ở bất kỳ đâu, không phải là rút tiền liên ngân hàng. Giám đốc Điền lạnh lùng hừ một tiếng, thế thì cho cậu ta rút. Cho cậu ta đặt lịch, tôi xem cậu ta rút được bao nhiêu. Bọn họ là ngân hàng nông thương tỉnh lỵ, mất một khách hàng mà thôi, hoàn toàn không đáng để quan tâm. Loại khách hàng như Tần Lâm là cái thá gì chứ?
Giám đốc Điền mặc dù là giám đốc nhưng là loại người ếch ngồi đáy giếng. Một khách hàng thì có bao nhiêu tiền chứ? Cho dù có là loại có mấy chục triệu đi chăng nữa thì với một ngân hàng lớn như bọn họ thì cũng chẳng đáng gì. Sắc mặt nữ nhân viên giao dịch tái mét, nhìn giám đốc nói. Giám đốc Điền, nếu rút toàn bộ, thì kho của chúng ta chắc không đủ. Giám đốc Điền sững sờ, cái gì? Kho không đủ, cô nói vớ vẩn gì thế, cô có biết kho của chúng ta có bao nhiêu tiền không? Một ngân hàng quy mô lớn trong kho thường có rất nhiều tiền. Sắc mặt của nữ nhân viên giao dịch vô cùng khó coi, giám đốc, anh xem, .kso của chúng ta không đủ tiền. Giám đốc Điền đi đến trước màn hình máy tính, nhìn số dư tài khoản của Tần Lâm, mắt lập tức trợn to. Cái gì? Giám đốc Điền mắt chữ A mồm chữ O, nhìn dãy số dài loằng ngoằng kia, còn không biết nên đếm thế nào. Có nhầm không? Có phải hệ thống có vấn đề không? Nữ nhân viên giao dịch cũng cạn lời, giám đốc, đây là máy tính của ngân hàng chúng ta, sao có thể có lỗi được? Nhiều tiền như vậy, nữ nhân viên giao dịch cũng không biết làm thế nào. Chỉ có thể nhấc máy bàn lên, gọi cho chủ tịch ngân hàng. Chủ tịch Triệu à, ngân hàng xảy ra chuyện rồi, ông mau qua đây đi ạ. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông đeo kính đen đi từ ngoài vào, đây chính là chủ tịch Triệu. Chủ tịch Triệu mệt mỏi chạy đến, xảy ra chuyện gì? Nữ nhân viên giao dịch nói. Chủ tịch, anh đây muốn đặt lịch rút tiền, muốn rút toàn bộ tiền trong thẻ. Chủ tịch Triệu nhíu mày, thì làm sao, đặt lịch thì đặt thôi. Có gì kinh khủng đâu. Nữ nhân viên giao dịch ngại ngùng nói, chủ tịch, ông xem số dư. Chủ tịch Triệu nhìn màn hình máy tính, sắc mặt lập tức thay đổi. Á, đây là vị khách quý nào? Nữ nhân viên giao dịch chỉ vào Tần Lâm đang ngồi bên ngoài tủ kính. Chủ tịch Triệu vội vàng chạy đến, đứng trước mặt Tần Lâm, duỗi tay ra, nở một nụ cười chuyên nghiệp. Chào cậu, tôi là chủ tịch ngân hàng Triệu Quế Điền. Tần Lâm chẳng thèm để ý đến ông ta, vẫn ngồi trên ghế, gõ tay theo nhịp lên quầy đá cẩm thạch, lạnh lùng nói. Không có hứng làm quen ông, rút Điền cho tôi đi. Triệu Quế Điền hơi sững sờ, ngượng ngùng nói. Thưa cậu, chúng tôi không biết đã đắc tội với cậu ở điểm nào, nếu mà rút chỗ tiền này ra, ngân hàng của chúng tôi sẽ phá sản mất, mong cậu giơ cao đánh khẽ. Nếu rút nhiều tiền trong kho như vậy, chuỗi cung ứng tiền sẽ bị đứt. Có người muốn gửi tiền thì còn được chứ, nếu như có người đến rút tiền, không rút được thì chắc chắn xảy ra chuyện. Triệu Quế Điền không chịu nổi trách nhiệm lớn thế này đâu. Tần Lâm lạnh lùng cười một tiếng, cũng không đến mức đắc tội. Nói xong, Tần Lâm chỉ vào giám đốc Điền. Đuổi việc anh ta đi, tôi không thích anh ta. Mặt giám đốc Điền lập tức xám như tro, sắc mặt vô cùng khó coi. Những người khác cũng lộ ra vẻ khinh khỉnh, chẳng phải anh giỏi lắm sao? Chẳng phải nói ai cũng không đuổi được anh sao? Bây giờ thì thế nào? Triệu Quế Điền lúc này mới hiểu ra, chẳng trách quý khách đây lại đột nhiên muốn rút nhiều tiền đến vậy, hóa ra là giám đốc Điền đắc tội người ta. Điền Long, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này thì không thể giấu được nữa, giám đốc Điền kể lại toàn bộ sự việc, mặt Triệu Quế Điền tái xanh. Giơ tay tát một phát. Bốp một tiếng, mặt giám đốc Điền lập tức xuất hiện năm đầu ngón tay. Đồ ngu, mày muốn chết à? Triệu Quế Điền tức phát điên, không ngờ thằng cháu ngoại ngu xuẩn này lại có thể gây ra chuyện lớn đến thế. Đắc tội cậu Tần đây không nói, còn đắc tội cả chủ tịch Hầu Thiếu Long. Nếu như bị chủ tịch Hầu trách tội, ngân hàng của bọn họ sau này chắc không làm ăn được nữa. Cậu, cháu sai rồi. Giám đốc Điền lúc này mới biết không dây được vào Tần Lâm, làm việc ở ngân hàng, nhìn thấy biết bao nhiêu người có tiền. Nhưng giàu đến mức như Tần Lâm thì chưa từng nghe thấy. Kẻ giàu có thế này sao không ai quen nhỉ? Hơn nữa lại đích thân đến rút tiền, không đem theo trợ lý thư ký gì, ai mà nhận ra anh là người giàu chứ? Triệu Quế Điền lạnh lùng hừ một tiếng, nếu sớm xin lỗi thì đã không xảy ra chuyện rồi. Mày cút đi, thu dọn đồ đạc, mày bị đuổi việc rồi. Mặt giám đốc Điền xám như tro, lương giám đốc ở ngân hàng không phải là thấp, tự nhiên lại bị đuổi. Lúc này giám đốc Điền hối hận vô cùng. Tần Lâm nói, nếu đã vậy, tôi không rút tiền nữa, nhưng nếu sau này tôi còn gặp lại người này ở ngân hàng thì tôi sẽ rút sạch toàn bộ tiền. Mặt Triệu Quế Điền biến sắc, vội vàng cười nói. Vâng, 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 cậu yên tâm, nhất định sẽ không xảy ra sự việc như này lần thứ hai đâu, sau này tôi sẽ không tuyển dụng cậu ta nữa.
vì bát cơm của mình, đừng bảo là cháu ngoại, cho dù có là con trai mình thì cũng không cần. Nhanh mà không có quảng cáo, chờ gì tìm ngay bằng bằng chùm truy ệt, VN bằng bằng. Cầm lấy thẻ của mình, Tần Lâm đứng dậy rời khỏi ngân hàng. Trần Nham Thạch đứng bên cạnh mắt chữ A mồm chữ O, mặt mày sững sờ đi theo. Ra đến cổng, Trần Nham Thạch thử dò hỏi. Tiểu Tần à, thẻ của cháu có bao nhiêu tiền vậy? Sao bọn họ lại kinh ngạc đến vậy? Có thể khiến chủ tịch ngân hàng cúi đầu, thì trong đấy phải có bao nhiêu tiền chứ? Trần Nham Thạch lúc trước cũng chỉ nghĩ Tần Lâm ăn lương nhờ việc chữa bệnh, không ngờ anh lại có tiền đến vậy. Tần Lâm cười khẩy, có bao nhiêu tiền thì liên quan gì đến bác? Tí nữa cháu đưa bác 6.660.000, rồi đưa Trần Diên đi, về sau chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. Trần Nham Thạch hơi ngượng, nhắm mắt cười hai tiếng. Ha ha, Tiểu Tần nói gì vậy, chúng ta là người một nhà mà, xính lễ nào mà chẳng là xính lễ, vừa nãy bác hơi tức giận, không cần đâu, chỗ xính lễ này bác không cần nữa, chuyện một đời của hai đứa tự nghĩ là được. Trần Nham Thạch cười hai tiếng, vội vàng chạy từng bước lớn về phía trước, sợ Tần Lâm hối hận. Về đến nhà họ Trần, Trần Linh cười ha ha nói. Bố, tên họ Tần kia lại dây vào phiền phức gì à? Bố đã dạy cho anh ta một bài học chưa? Lời vừa dứt, Trần Nham Thạch trừng mắt, quay đầu tát một phát. Bốp một tiếng, cú tát tiếp xúc với mặt của Trần Linh, Trần Nham Thạch trợn mắt mắng. Nói vớ vẩn gì thế, đó là anh rể con, sau này tôn trọng một chút đi. Trần Linh bị ăn tát, lập tức sững sờ. Anh rể, chuyện gì thế này? Bố mình làm sao vậy? Vừa nãy nghe điện thoại còn đùng đùng khí thế bảo phải đánh tên đó mà. Kết quả sao bây giờ lại nói đỡ cho Tần Lâm? Bố nhầm à, con mới là con gái bố. Trần Nham Thạch trợn mắt nhìn cô ta, vớ vẩn, bố còn không biết con là con bố chắc. Đây là bạn trai của chị cả của con, sau này là anh rể con, tôn trọng cậu ấy một chút. Sau này không được phép vô lễ với anh rể con, không thì bố sẽ xử lý con. Nói xong, Trần Nham Thạch nói với bảo mẫu. Hôm nay nấu nhiều món một chút. Ít nhất cũng phải 16 món, tôi với con rể phải uống mấy ly. Chẳng phải có người tặng Lafite sao, mở ra. Trần Nham Thạch tự nhiên thay đổi thái độ khiến cả nhà sững sờ, chuyện gì thế này? Ngay cả Trần Diên cũng trợn tròn mắt, mặt mày kinh ngạc. Nhìn Tần Lâm, hỏi nhỏ. Cậu đi đâu với bố tôi thế? Sao bố tôi đối tốt với cậu vậy? Tần Lâm cười, chẳng phải đi rút tiền sao? Trần Diên nhíu mày, rút tiền. Cậu đưa ông ấy xính lễ à? Tần Lâm lắc đầu, chưa đưa, ông ấy không cần. Á, Trần Diên sững sờ. Về lý mà nói, cho dù Tần Lâm thực sự đưa xính lễ, thái độ của Trần Nham Thạch với anh không thể nào tốt như bây giờ được. Đưa hơn 6 triệu, khi ông ta về nhất định sẽ làm gì đó, hoặc là phung phí vào đồ hiệu, hoặc là đưa cho mỗi người một ít, hoặc ít nhất cũng phải mua một chiếc xe. Nhưng bố lại không làm vậy, có vẻ như thực sự không lấy tiền của anh. Nhưng không lấy tiền, thái độ lại chuyển biến tốt vậy sao, cô ấy thực sự hiếu kỳ. Buổi tối, nhà họ Trần quây quần bên bàn lớn trong sân, ăn bữa cơm thịnh soạn. Hôm nay trong nhà có nhiều thay đổi, ai ai cũng vui vẻ, đặc biệt là Trần Nham Thạch, trên bàn rượu liên tục mời rượu Tần Lâm, câu nào câu nấy con rể, như vừa nhặt được một đống vàng vậy, vui vẻ không thôi. Trần Diên ở bên cạnh buồn bực vô cùng, tên Tần Lâm này đến cùng cho bố mình uống mê hồn dược gì vậy. Ăn no xong, Trần Nham Thạch đột nhiên nói. Đúng rồi, ngày mai em gái của các con về nước, ai muốn đi đón? Mọi người đều lắc đầu, bố, mai có rất nhiều người hẹn nhà ta bàn chuyện làm ăn, hình như cả nhà phải đi. Để chị cả đi đi. Trần Diên nhíu mày, con không đi được, mai bệnh viện của con có buổi hội chẩn với mấy chuyên gia, con cần phải tham dự. Bác sĩ còn bận hơn doanh nhân, hơn nữa Trần Diên còn là phó viện trưởng. Chữa bệnh cứu người là bổn phận của cô. Trần Nham Thạch nghĩ, con rể, hay là ngày mai phiền cháu một chút, cháu đón con bé giúp bác được không? Tần Lâm sững sờ, vốn nghĩ mai có thể về, chơi ở tỉnh lỵ hai ngày rồi, đều là vì Trần Diên nhờ. Bây giờ xem ra, lại phải ở lại thêm ngày nữa. Trần Diên nhìn Tần Lâm với ánh mắt khẩn cầu, có hơi ngại ngùng. Tần Lâm nói, được, không thành vấn đề. Trần Diên lôi điện thoại ra. Lén nhắn tin qua Zalo cho Tần Lâm. Coi như lần này tôi nợ cậu, lần sau tôi sẽ cố gắng giúp cậu.
Tần Lâm cười, cũng không nói gì, anh có việc gì cần nhờ Trần Diên giúp chứ, giả làm bạn gái à? Chắc không đâu. Tối hôm đó, Tần Lâm ngủ phòng khách của mình, mặc dù Trần Nham Thạch muốn để bọn họ ngủ cùng một phòng, nhưng dù sao cũng là bố, không thể đẩy con gái lên giường người khác được. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Diên dùng điện thoại gửi ảnh, thông tin chuyến bay và địa chỉ cho Tần Lâm. Sau đó Tần Lâm lái con Passat đi mượn đến sân bay. Nhìn thấy bức ảnh trong điện thoại, Tần Lâm có hơi cạn lời. Bức ảnh này được Photoshop quá đà quá. Mấy cô gái bây giờ, người thật một đằng, ảnh một nẻo. Cho dù là mấy cô trông xinh đẹp thì vẫn cứ chỉnh ảnh, khiến cho bản thân khác hoàn toàn với người trong ảnh. Nói thật lòng, khả năng phân biệt của Tần Lâm khá tốt, nhưng nhìn mấy bức ảnh này, e là khó tìm ra được người thật. Chỉ có thể dựa theo sự tương đồng về ngoại hình của Trần Diên và Trần Linh để tìm, dù sao cũng là ba chị em nên chắc cũng trông giống nhau. Đợi một lúc, máy bay sắp hạ cánh rồi. Từng hành khách đi ra cầm hành lý. Sau khi xuống máy bay, một cô gái ăn mặc vô cùng xinh đẹp, trẻ trung, lưng đeo ba lô du lịch, tay cầm điện thoại bấm bấm. Nhìn tấm ảnh của Tần Lâm suốt, nên đã nhớ rõ dung mạo của anh. Em bảo với chị được nha, anh rể đẹp trai thế. Em trêu anh ấy một tí, chị có phiền không? Trần Diên trả lời, đừng có vớ vẩn, chị với anh rể em mới yêu nhau chưa bao lâu. Cô ấy với Tần Lâm không phải người yêu thật, em gái Trần Khả Nhi không phải loại hiền lành gì, con bé này vô cùng tinh quái, thường sống ở nước ngoài, trong đầu toàn mấy thứ kỳ dị, nếu thực sự làm ra mấy chuyện quá đáng, thì Trần Diên cũng không biết ăn nói thế nào với Tần Lâm. Trần Khả Nhi cười, trả lời. Được rồi chị cả, không nói nữa, em xuống máy bay rồi. Trần Khả Nhi tắt máy, bắt đầu tìm kiếm trong đám người, cố ý đeo kính đen. Vốn Tần Lâm chưa bao giờ gặp cô ấy, bây giờ lại càng nhận không ra. Trần Khả Nhi phát hiện ra mục tiêu, ảnh của Tần Lâm là ảnh thường ngày, lại thêm quần áo cũng giống, vậy nên vừa nhìn đã nhận ra. Trần Khả Nhi đi đến trước mặt Tần Lâm, đi đi lại lại hai lần nhưng Tần Lâm vẫn không nhận ra, cô ấy bắt đầu nở nụ cười xảo trá. Trần Khả Nhi đột nhiên nằm xuống đất, nhắm chặt mắt, hôn mê bất tỉnh. Mọi người xung quanh bắt đầu hét lên. Á! Cô gái này bị sao vậy? Tần Lâm cũng quay đầu lại nhìn thấy một cô gái nằm trên mặt đất, anh nhíu mày. Dù sao cũng là bác sĩ, gặp phải trường hợp này thì nhất định phải xông lên, Tần Lâm đi lên trước, ngồi xổm xuống. Trần Khả Nhi nhắm mắt, qua kính râm nhìn thấy Tần Lâm chạy đến, cảm thấy hài lòng. Chị cả bảo Tần Lâm là bác sĩ, hơn nữa y thuật rất cao siêu, thắng cả chị mình trong cuộc thi, vậy nên khi cô ấy xảy ra chuyện này, Tần Lâm nhất định sẽ ra tay. Trần Khả Nhi một tay ôm ngực, một tay khác ôm cổ, nhắm mắt lại, giả bộ bị nghẹt thở. Cô bé này bị sao vậy, sao lại không thở được? Chết rồi, làm sao bây giờ? Ai biết hô hấp nhân tạo không? Tần Lâm vừa nhìn, nhíu mày, có hơi buồn bực. Kéo tay Trần Khả Nhi ra muốn bắt mạch, nhưng Trần Khả Nhi đã phòng bị từ trước, cố gắng giữ chặt tay. Hơn nữa Trần Khả Nhi thực sự nín thở, chẳng mấy chốc mặt đã đỏ lên. Tần Lâm nhìn thấy tình hình không ổn, cứ hô hấp nhân tạo cho người ta trước đã. Hai tay bóp miệng Trần Khả Nhi, miệng Tần Lâm ấn lên, thổi khí vào bên trong. Cách hô hấp nhân tạo vô cùng chính xác. Tạch! Khi môi của hai người chạm vào nhau, có tiếng chụp ảnh truyền đến. Tần Lâm ngẩng đầu, phát hiện Trần Khả Nhi cầm điện thoại tự sướng, vừa hay chụp được màn hôn nhau lúc nãy. Trần Khả Nhi cười nói, anh rể, anh hôn em. Khụ khụ. Tần Lâm suýt nữa bị sặc vì cậu nói này. Vội đứng dậy, tháo kính của Trần Khả Nhi xuống, một mỹ nữ xinh đẹp như tiên xuất hiện trước mắt anh. Vùng trán có mấy phần tương đồng với Trần Diên, cũng rất giống với bức ảnh trong máy Tần Lâm. Em là Trần Khả Nhi. Trần Khả Nhi ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, vén lại tóc tai. Anh rể, em là em dâu của anh đó. Lần đầu gặp em mà đã hôn em rồi, không phải hơi quá đáng chứ? Tần Lâm không biết nói gì, Trần Khả Nhi, chẳng phải em giả bệnh sao, lừa anh hô hấp nhân tạo mà. Vừa nãy tình hình khẩn cấp, nếu để cho Tần Lâm bắt mạch, anh nhất định sẽ phát hiện ra Trần Khả Nhi không có vấn đề gì. Nhưng Trần Khả Nhi này lại chơi bẩn, ôm ngực, giấu cổ tay mình đi, không cho Tần Lâm có cơ hội bắt mạch, hơn nữa còn nín thở để mặt đỏ lên. Vậy nên anh lựa chọn hô hấp nhân tạo là chuyện rất bình thường.
Chỉ là Tần Lâm không ngờ, con bé này lại nhiều kế vậy, dám chơi anh. Trần Khả Nhi cười hi hi, anh rể, anh thông minh ghê đó, có điều tiếc rằng, em đã chụp ảnh rồi, anh dám hôn em, anh có tin tí nữa về em mách chị em không? Lần đầu gặp mặt nhất định phải ra oai phủ đầu anh rể, vậy nên Trần Khả Nhi đã cẩn thận thiết kế hẳn kế hoạch như vậy. Chuyên dùng để nhằm vào anh rể có y thuật cao siêu, kết quả quả như dự tính, anh rể mắc bẫy. Tần Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, tùy em, đi nào, lên xe thôi, đưa em về nhà. Trần Khả Nhi sững sờ, nhìn dáng vẻ không quan tâm của Tần Lâm thì hơi kinh ngạc. Ê, anh rể, đây là bức ảnh anh vừa hôn em đó, em gửi cho chị em nhé. Tùy em thôi. Ê, ê, anh có thái độ gì thế, em sẽ bảo chị em anh bất lịch sự với em. Em bảo đi. Em còn bảo chị em, anh có mưu đồ bất chính, muốn kéo em đến khách sạn. Ừ, anh. Trần Khả Nhi cạn lời, sao không giống như trong kịch bản nhỉ? Anh rể sao lại không hề quan tâm thế này? Trong tình huống thông thường, nếu như bị vợ biết mình và em dâu có hành động thân mật, thì phải sợ hết hồn chứ. Nhưng Tần Lâm lại không vậy, cứ bình tĩnh, lên xe liền lái xe, hoàn toàn không có ý định thỏa hiệp. Trần Khả Nhi rút điện thoại ra, mở Zalo của chị ra, tải ảnh lên, sau đó đặt trước mặt Tần Lâm cho anh xem. Em gửi nhé, chỉ cần em ấn một nút là bức ảnh này sẽ được gửi ngay cho chị. Tần Lâm vẫn nhìn thẳng, tùy em thôi. Trần Khả Nhi tức mình liền gửi luôn, bức ảnh được gửi qua cho chị, nhưng Tần Lâm chẳng hề phản ứng lại, không hề có dáng vẻ hối hận. Trần Khả Nhi vội vàng thu hồi tin nhắn, thôi, em cho anh một cơ hội. Tần Lâm không phải người yêu thực sự của Trần Diên, đừng bảo là hôn Trần Khả Nhi, cho dù có gửi ảnh giường chiếu với Trần Khả Nhi thì Trần Diên cũng không nói gì, Tần Lâm đương nhiên sẽ không quan tâm, con bé này muốn dùng bức ảnh để uy hiếp anh. Còn non lắm em ạ. Anh rể, chúng ta đừng về nhà vội, anh với em đi ăn cơm cùng đám bạn học của em có được không? Tần Lâm nhíu mày, chị em bảo anh đưa em về nhà. Trần Khả Nhi nói, bây giờ mà về nhà thì cũng không có ai, bọn họ ban ngày còn bận công việc, về nhà thì anh nấu cơm cho em à. Em đã hẹn với đám bạn học rồi, có tiệc đó, anh đi với em đi, có được không? Tần Lâm nghĩ một lúc rồi nói, được thôi. Thực sự bây giờ về nhà thì cũng không có ai, hơn nữa con bé tinh quái này nếu như không đáp ứng cô ấy lại đăng bức ảnh lên đâu đó, thì đúng là gây rắc rối cho Tần Lâm. Dù sao đã giúp Trần Diên giả làm bạn trai, thì cũng phải nghĩ đến cảm xúc của người nhà cô ấy. Dù sao cũng chỉ là đi ăn bữa cơm thôi, cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Anh rể, tí nữa đi ăn cơm, anh giả làm bạn trai em nhé. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 22.